Nam Mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay đại chúng nhìn Thầy có gì khác không? Hả? Khác cái gì? Hả? Rồi sao? Thấy khác rồi sao? Hả? Thấy sao? Thấy khác không? Hả? Khác không? Thấy không? Khác hay giống? Thấy khác hay giống? Hôm nay thấy thầy khác hay giống? Ừ. Khác. Vậy là sao? Vừa thấy trong này nó là sao? Ừ. Vừa thấy rồi sao? Ừ. Thấy xong để đó thôi hả? Đâu có để đó được đâu. Phải không? Cái gì nó khởi lên không? Ừ. Ừ. Có khởi gì không con? Ừ. À, trong đầu nghĩ cho ai hả? Rồi tối ngày cứ lấy không à? Cứ chờ thầy cho ra cái gì là lượm không à? Phải không? Rồi gì nữa? Ừ? Cái gì? Cái gì lạ không? À, thấy lấp lánh thôi ha. Lấp lánh cũng lạ đó chứ. Phải không? Ừ. À, thấy quen rồi cho nên không không lạ phải không? Nhưng mà có bao giờ thấy bậc giác ngộ mà đeo kim cương không? Hả? Hả? À, đeo Rolex ha. Bao giờ thấy đeo kim cương thấy lạ không? Hả? Cái này là gì? Đây là gì? Hả? Không những đeo mấy chiếc, đeo gì, hai chiếc luôn, mà cái này là gì vậy, cái này là gì vậy, hột xoàn, kim cương hột xoàn phải không? Come here and take a look, what is this? Tuệ An bộ sáng mắt cái nha, thấy này bộ sáng mắt cái nha, what is this? What is this? Diamonds, two rings. Two rings. Diamonds. Diamonds and gold. Diamond and gold. Phải không? Rồi sao? Mỗi người là gì? Mỗi người là đối cảnh sanh tâm mỗi kiểu, phải không? Đối cảnh sanh tâm cho nên là gì? Cho nên mới thấy bậc giác ngộ hôm nay là khác trên cái gì? Mình chạy theo gì? Thấy tướng, thấy không? Nếu lấy tướng cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hạnh đạo tà không thể thấy như Lai, thấy chưa? Như Lai là cái gì? Hôm nay quý vị có muốn biết Như Lai là ai không? Và Như Lai là cái gì không? Thấy không? Mình không biết Như Lai là ai á, thì mình tu cả đời mình cũng gì, mình cũng như thế nào? Tu cả đời thì sao? Cũng mỗi người nhìn Như Lai qua gì? Qua cái lăng kính của mình, qua cái thành kiến, qua cái định kiến, thấy không? À, tại quý vị ngồi đây, quý vị biết tương đối là biết Như Lai là ai rồi. Cho nên nhìn cái này, quý vị làm sao? Nhìn bậc giác ngộ đeo cái giày thì quý vị sẽ làm sao? Ha? Ha? Thì bắt đầu mỗi người cũng khởi niệm, nhưng mà khởi theo cái kiểu giống như là tích cực.
Đúng không? Còn nếu mà người không biết Như Lai là ai đó, thì khởi theo cái kiểu tiêu cực. Cho nên mình tu mình phải biết Như Lai là ai. Và mình tu để mình trở thành Như Lai, phải không? Còn mình không biết Như Lai là ai thì làm sao mình tu để mình thành thành Như Lai? Mình không biết Phật là ai thì làm sao mình tu để mình thành thành Phật? Đúng không? Giờ ai muốn đéo này không? Hả? Đéo này vô là thành Như Lai liền à? Phải không? Cho nên quý vị thấy không? Hằng ngày mình không có biết Như Lai là ai, cho nên mình nhìn cái tướng, mình nhìn cái âm thanh, rồi mình phán xét. Nhưng mà mình không biết Như Lai là ai thì mình cũng đứng trước Như Lai mình cũng không nhận ra. Và nếu mình không biết Như Lai là như thế nào thì làm sao mình tu để mình thành thành Như Lai, đúng không? Khi mà Đức Phật nói rằng là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, là khi Ngài thành Phật thì Ngài sẽ chỉ cho chúng sanh thành thành Phật, đúng không? Chứ nếu mà Ngài thành Phật mà Ngài không nói, hoặc là Ngài vào rừng Ngài ở luôn, thì ngày hôm nay chúng sanh có biết Phật là gì không? Chúng sanh có biết như thế nào là thành thành Phật, như thế nào là giải thoát không? Cho nên quý vị thấy không, có nhiều người nói khi mà Thầy đã trở về trong cái thể tánh bất sanh bất diệt á, là thể nhập vào cái thể tánh của Như Lai đó, để giải thoát cái sanh tử khổ đau á, thì nói rằng là Thầy đã giác ngộ, phải không? Nhưng mà hầu như mỗi người mà nghe cái chữ giác ngộ là họ gì? Họ gì? Họ dị ứng à? Đi tu là để giác ngộ, đúng không? Cả một cái đời người đi tu là để gì? Từ bỏ cha mẹ, từ bỏ tất cả, từ bỏ sự nghiệp, đi tu là vì cái gì? Vì thành Phật, vì giải thoát thì mới đi tu, phải không? Chứ đi tu đâu có phải là cạo tóc, mặc áo rồi lên chức là thượng tọa, hòa thượng, hoặc là ni sư, sư bà, rồi cuối cùng cũng gì? Cũng sanh tử khổ, khổ đau. Rồi đâu phải đi tu để có chùa to Phật, Phật lớn. Thấy không? Nếu mà đi tu như vậy thì làm sao mà thành thành Phật? Cho nên khi mà mình nghe tới chữ giác ngộ, nghe tới chữ giải thoát, ít có ai mà muốn biết, à, vậy thầy giác ngộ là sao? Cái trạng thái giác ngộ là sao? Và giải thoát là sao? Sau khi giác ngộ, sự sống của bậc giác ngộ đó làm sao? Không ai mở lòng để biết về cái điều đó hết. Mà hầu như là gì? Giác ngộ là không được nói, mà nói là không giác, giác ngộ. Giác ngộ là phải vô rừng mà ở. Ủa là sao kỳ vậy? Rồi cuối cùng giác ngộ cũng chẳng ai biết hết. Không ai biết giác ngộ là gì. Chỉ nghe là giác ngộ là dứt tham sân, sân si. Giác ngộ là vô ngã. Cho nên ai nói mình giác ngộ là có ngã. Có ngã là không giác, giác ngộ. Thấy không? Tự nhiên nó làm sao? Quý vị nghe thấy làm sao? Nó luẩn quẩn làm sao á? Có nghĩa là nó bị stuck. Quý vị thấy không? Nó bị stuck. Nghĩa là giác ngộ là vô ngã. Rồi ai nói mình giác ngộ là có ngã. Còn nếu thật sự giác ngộ là không nói. Mà nếu thật sự giác ngộ nữa là phải vô rừng mà trốn. Vậy thì là sao? Vậy giác ngộ để làm gì? Phải không? Cái giác ngộ đó là giác ngộ của A-la-hán. Là nhập vào cái thể tánh giác ngộ là vào Niết Bàn. Không có đổ sanh.
Còn giác ngộ của Bồ Tát và chư Phật là phải gì? Phải độ, độ sanh. Phải không? Độ sanh thành, thành Phật để giải, giải thoát sanh, sanh tử. Phải không? Vậy thì hôm nay quý vị muốn biết giác ngộ là gì không? Rồi bậc giác ngộ là sao không? Mình biết để làm chi? Biết để làm gì? Hả? Biết để làm gì? Hả? Biết để mà mình tu, để mình đi tới cái chỗ giác, giác ngộ. Chứ mình không biết thì sao? Cứ tu mà ù ù cạt, cạt cạt, thấy không? Rồi cứ sống trong mê, sống trong chấp, rồi cứ bằng lòng như thế. Rồi cuối cùng gì? Cuối cùng rồi khổ đau sanh, sanh tử, phải không? Rồi bây giờ ở trong đây này, ai hay xài kim cương? Ai? Ai thường có kim cương và ai thường dùng kim cương, giơ tay lên. Có ai có kim cương không? Trong cuộc đời này có ai có kim cương dùng chưa? Giơ tay lên. Con, ok. Con dùng kim cương thì con lên đây con coi thử. Kim cương này là nước gì? Đủ sức nhìn nước không? Ai biết con? Ai biết dùng? Ok, come here and look. Coi thử là kim cương này nước gì? Ở đây nó có hai viên kim cương. Ở đây nó có hai viên mà nó lại different nước. Quý vị biết kim cương nó có cái nước không? Nó gọi là nước đi và nước gì? Nước chi, phải không? Nước đi là cái nước trong suốt, phải không? Nó có tán sắc rất là rực rỡ và nó có cái sức mạnh chiếu soi, nó rất là trong suốt, rất là thanh tịnh. Và nước chi là cái nước đó nó có những cái đục ở trong đó, nó có cái màu vàng ở trong đó, là nước chi. Cái sự tán sắc của nó không bằng ở nước đi, và cái chỗ ở bên trong nó vẫn còn cái đục, mặc dù nó rất là nhẹ nhưng mà nó vẫn là còn. Cho nên cái tán sắc của nó không có rực rỡ, và cái sức mạnh chiếu soi của nó không có mạnh, quý vị biết không? Thì cái này gọi là kim cương, quý vị biết không? Thì khi mà nói tới kim cương ở trong đạo Phật là nói tới gì? Hả? Trí bát nhã vô thượng, hiểu không? Kim cương là gươm báo chặt đứt phiền não, đó là gọi là trí bát nhã vô thượng. Khi một vị mà đắc đạo á, một vị giác ngộ á, là họ trở về với thể tánh kim cương, là trở về với cái trí bát nhã vô thượng, là trở về với thanh tịnh pháp thân, để giải thoát cái thức biết là cái cội nguồn mê chấp khổ đau. Thanh tịnh pháp thân là kim cương, cái này gọi là Phật tánh. Quý vị nghe rõ chỗ này chưa? Thường ở trong mỗi người á, đều có gì? Kim cương có nghĩa là Phật tánh ở trong mỗi người, nhưng bị cái màn mê chấp gì? Nó cover rồi. Gọi là kim cương còn ở trong lòng đất, chưa hiển lộ ra, chưa dụng được. Cho nên ai cũng có kim cương trong bên trong hết. Có nghĩa là ai cũng có pháp thân thanh tịnh. Ai cũng có bản thể Phật hết. Nhưng mà chưa được hiển lộ. Mà hàng ngày hiển lộ cái gì? Hiển lộ cái gì? Trong người mình cũng hiển đó. Toàn thân hiển ra. Phải không? Hiển qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, hiển qua từng lỗ chân lông luôn. Nó cũng phóng ra đó,
Mà cái gì nó phóng ra? Hả? Cái trược nó phóng ra. Phải không? Vô minh, tham ái và sân hận nó phóng ra. Thấy chưa? Nó cũng phóng đó. Nhưng mà nó phóng cái trược. Phải không? Nhưng mà nó chưa phóng gì? Chưa phóng kim cương, là chưa phóng trí bát nhã vô thượng, chưa được phóng phóng quang. Phải không? Là bởi vì lúc này trí bát nhã vô thượng nó được bị vô minh nó bao phủ rồi. Nghe cảm nhận nghe không? Cho nên ở trong mỗi người đều có pháp thân thanh tịnh, nhưng chưa hiển lộ thì gọi là chúng sanh. Mà hàng ngày chúng sanh nó chỉ hiển lộ gì? Ba cõi sáu đường. Phải không? Nó hiển lộ qua cái nét của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Và nó chiêu cảm cái năng lượng chung quanh của chúng ta cũng ba cõi sáu đường. Và một vị mà đắc đạo là họ đã trở về với cái trí bát nhã vô thượng và phá sập toàn bộ cái vô minh, tham ái và sân hận. Thì pháp thân thanh tịnh nó đã hiển lộ. Thì lúc này toàn thân của họ, sự sống của vị đó là nó gì? Phóng quang. Là tuệ giác, trí bát nhã vô thượng bắt đầu phóng quang. Quý vị rõ chỗ này chưa? Còn chúng sanh cũng phóng, mà phóng gì? Phóng trược. Thấy chưa? Như Lai là phóng quang. Chúng sanh thì phóng trược. Và khi phóng là phóng toàn thân. Thì chúng sanh cũng phóng trược toàn thân. Thấy chưa? Thì Như Lai là phóng quang toàn thân. Thấy không? Thì quý vị sẽ biết rằng là khi một vị đã trở về trong cái thể tánh bất sanh bất diệt để giải thoát cái vô minh, tham ái, sân hận rồi, thì ngay chỗ đó nó thức á, nó chuyển thành trí, là trí bát nhã vô thượng. Cái chỗ mà A Lại Gia Thức á, là cái nơi mà chứa toàn bộ cái sự dính mắc, cái nguồn dính mắc khổ đau đó, nó ngay chỗ đó nó chuyển thành trí, có nghĩa là thành kim cương, trí bát nhã vô thượng. Và cái mạt na thức là cái mà chỗ ta và người, ta và của ta đó, nó sẽ chuyển thành bình đẳng tánh trí, có nghĩa là nơi đó nó đầy đủ cái tình thương, rộng rang thanh tịnh. Và nhìn ai đó cũng chỉ là thấy họ như chính họ, họ là. Và nhìn ai cũng thấy người đó có cái pháp thân thanh tịnh mà đang bị cái nguồn mê chấp nó bủa vây. Và cái ý thức á, nó trở thành diệu quan sát trí. Có nghĩa là nó là cái diệu dụng của bổn lai. Và ngũ thức nó trở thành sở tác trí, có nghĩa là nó trở thành cái nơi để mà ứng ra, để mà độ sanh. Có nghĩa là cái thân này nó trở thành cái chỗ để mà diệu dụng của bổn lai. Quý vị nghe để quý vị kiểm. Còn nếu mê thì tất cả cái thân này phục vụ cho cái cơn mê. Còn nếu trí bát nhã vô thượng thì cái thân này nó trở thành cái diệu dụng của bát nhã để mà độ khắp chúng sanh thành Phật và giải thoát. Cho nên khi mà chúng ta trở về với cái bát nhã đó, là trí bát nhã vô thượng nó phải được hiển lộ, pháp thân thanh tịnh nó phải được hiển lộ, và mê chấp nó phải sụp.
và pháp thân thanh tịnh hiển lộ, thì trên cái quá trình của những vị đắc đạo á, họ sẽ độ sanh. Và trên cái chỗ pháp thân thanh tịnh đó, nó có viên mãn báo thân. Thì khi mà nói viên mãn báo thân thì bây giờ nói tới gì? Nói tới đây là nước, kim cương có nước. Thấy chưa? Cái chỗ viên mãn đó nó tròn hay không á, thật ra cái vị đắc đạo là họ đã trở về với kim cương hết rồi. Họ là pháp thân thanh tịnh rồi. Nhưng nó còn cái chỗ viên mãn báo thân á, là nó ngay cái chỗ độ sanh á. Nó tròn, nó chiếu, nó soi, nó có công phá tới đâu là nó nằm ở chỗ viên mãn báo thân. Và thiên bá ức hóa thân là gì? Là cái chỗ diệu dụng của bổn lai. Thì quý vị sẽ nhìn thấy cái kim cương này nó có những cái nước, phải không? Thì cũng vậy, cái chỗ mà cái nước là nước đi á, là gọi là gì? Tròn đầy. Có nghĩa là cái chỗ tròn đầy, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng những vị về với cái kim cương này rồi đó, là cái năng lực thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên hóa, bá ức hóa thân nó tròn đầy. Quý vị biết không? Còn nếu mà chúng ta tu á, mà chúng ta chỉ nhận ra cái tánh biết á, trong này nó có cái tánh biết, trong này nó có tánh nghe, trong này nó có cái tánh thấy. Cái đó là gì? Cái đó hiển lộ chưa? Cái đó là mình biết có kim cương thôi. Nhưng mà gì? Biết có kim cương, nhưng mà kim cương vẫn ở trong. Trong gì? Trong lòng đất. Quý vị hiểu chưa? Chúng ta nhận ra được cái tánh biết nè. Bây giờ người tu, nhiều người nhận ra cái tánh biết lắm. Mình có cái tánh biết, mình có cái tánh nghe, mình có cái tánh thấy. Thấy không? Mình có cái tánh hửi, mình có hết. Thấy không? Nhưng mà nó hiển lộ chưa? Nó viên mãn chưa? Nó thiên bá ức chưa? Và có sống ở trong cái thanh tịnh pháp thân đó chưa? Cho nên nhận ra cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết là chỉ biết là cái đó là cái gì thôi. Nhưng hàng ngày mình vẫn sống với cái thức biết. Quý vị thấy không? Bởi vì lúc này kim cương chưa hiển lộ. Trí bát nhã chưa hiển lộ. Và thức biết chưa sụp và chưa chuyển. Cho nên cái sự sống nó chưa vô ngại, chưa tự tại. Phải không? Và sự sống của cái vị mà chưa trở về với cái bát nhã đó là cái sự sống vẫn còn bị chi phối bởi thức biết. Thành ra cái chỗ tròn đầy á, là cái nước đi á, là cái viên mãn báo thân nó đã tròn đầy. Còn cái nước di này nó cũng là pháp thân nó hiển lộ rồi. Nó ra kim cương rồi nè. Kim cương đã đem ra dụng rồi. Chứ không phải là kim cương ở trong lòng đất. Quý vị biết không? Còn bây giờ quý vị là kim cương gì? Có nhận ra kim cương đó. Nhưng mà kim cương vẫn gì? Kim cương gì? Vậy trong lòng đất. Nhưng mà biết nó có thôi. Chứ làm sao? Biết có nhưng mà chưa có gì? Chưa có trở về và sống được với cái kim cương đó. Và chưa có phá sập được cái cội nguồn mê chấp. Cho nên cái viên mãn báo thân nó không được tròn đầy. Và cái thanh tịnh pháp thân nó không hiển lộ. Và cái thiên bá ức hóa thân nó không có được chiếu soi. Phải không? Nếu đúng như vậy là phải chiếu soi. Và lúc đó tự ở trong đó nó chiếu soi. Không
có kẹt vào phải dụng một cái pháp nào để mà độ sanh hết. Không có dụng một cái kinh nào để độ sanh hết. Không có dụng một cái gì hết. Mà bất cứ cái gì ứng ra đều không ngoài cái sự sống và cái sự độ sanh của chư Phật. Và cho dù dụng bất cứ cái phương tiện gì thì cũng không khác gì cái chỗ chư Phật và chư Tổ độ sanh. Thì cái chỗ đây là cái chỗ về của chư Phật và những bậc giác ngộ. Và chúng ta tu, chúng ta phải biết cái đó là cái gì. Và khi cái pháp thân thanh tịnh á, nó được, mình đã trở về hoàn toàn trong cái pháp thân thanh tịnh, thì toàn thân là pháp thân thanh tịnh. Và cái pháp thân thanh tịnh á, nó trùm khắp mười phương thế giới. Nó bao la vô cùng vô tận. Cũng như nếu mình mê thì cái nhiễm ô á, nó cũng trùm khắp mười phương. Nhưng mà nó trùm khắp những cái cõi nhiễm ô. Thì khi mình trở về pháp thân thanh tịnh, nó cũng trùm khắp mười phương thế giới. Và nhiễm ô á, nó cũng phóng ra toàn thân. Thì khi trở về với pháp thân thanh tịnh, thì ở trong cái pháp thân thanh tịnh đó, nó cũng phóng ra toàn thân. Để mà từ đó đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho chúng sanh. Thành ra quý vị có muốn biết và biết cái đó nó lợi cho quý vị không? Mình biết để làm gì? Mình biết để mình kiểm lại mình, phải không? Mình coi thử rằng hiện nay mình ở đâu, phải không? Mình nhận ra cái bản tâm thanh tịnh, nhưng mà tại sao nó không chiếu soi? Tại sao nó không có phát quang? Và tại sao lúc ẩn lúc hiện? Rồi tại sao lại mê chấp nó vẫn khống chế mình? Rồi lúc đó mình mới nói rằng là nhận lại cái tâm thanh tịnh rồi nhả cái mê chấp ra, vậy thì tu như vậy thì sao? Là đã trở về với pháp thân thanh tịnh chưa? Pháp thân thanh tịnh đã hiển lộ chưa? Mà pháp thân thanh tịnh không hiển lộ thì làm gì có viên mãn báo thân. Và viên mãn báo thân không hiển lộ thì làm gì có thiên bá ức hóa thân. Là những bậc đắc đạo, họ sẽ dụng bất cứ phương tiện gì để mà độ sanh. Giống như hôm nay, sao? Nay sao? Đeo mấy cái chiếc nhẫn lại lên cũng làm gì? Để gì? Để độ sanh. Chúng sanh mà đụng cái này á, thì chúng sanh thành gì? Chúng sanh mà nắm cái này á, thì chúng sanh cũng thành gì? Thành chúng sanh. Mà bậc giác ngộ nắm cái này thì bậc giác ngộ cũng là bậc giác ngộ. Là bởi vì chúng sanh nhiễm ô, đụng đau, dính đó. Còn bậc giác ngộ là vô nhiễm, cho nên là ứng muôn ngàn diệu dụng để mà độ chúng sanh thành Phật và giải thoát. Quý vị rõ chỗ này chưa? Cho nên mình phải nhận ra được như thế nào là Phật, như thế nào là bậc giác ngộ. Để mình đi theo tu là mình phải biết cái chỗ trở về. Còn nếu không mình không biết, rồi ai nói gì mình sao? Mình cũng tin hết. Rồi mình không biết cái gì là Phật, cái gì là bậc giác ngộ, cái gì là thanh tịnh pháp thân, cái gì là giải thoát cái sự khổ đau dính mắc, cái gì là viên mãn báo thân, cái gì là thiên bá ức hóa thân. Thì làm sao mình tu? Nếu mình không rõ như vậy thì mình tu làm sao? Nếu mà mình chỉ học trong kinh sách không á, đủ không? Mình phải gặp được những cái vị đã trở về trong thể tánh giác ngộ ở trong đời này nè, để mình có cái chỗ y cứ. Quý vị hiểu không? Mình phải gặp những bậc giác ngộ để xem cái sự sống của những vị đó.
có giống như sự sống của chư Phật hay không? Cái chỗ chỉ, chỗ độ sanh có giống như là cái chỗ độ sanh của chư Phật hay không? Để mình có cái chỗ mà mình trở về, mình thưa thỉnh. Còn nếu không mình không biết thì sao? Mỗi người đọc sách rồi mỗi người gì? Hiểu một kiểu, mỗi người hành một kiểu, rồi cuối cùng sao? Cuối cùng rồi vẫn khổ đau. Quý vị thấy không? Cuối cùng vẫn khổ đau. Và rất là người tu nhưng mà không ai đắc đạo. Và nếu có ai đắc đạo mà nói thì nói rằng là gì? Đó là ngã. Phải không? Đó là chấp. Rồi hỏi, nếu mà tự biết, các con tự biết không? Mình ở trong mê mà làm sao mà biết? Và tất cả chỉ cái chỗ tu của mình nhiều lắm cũng chỉ thấy được cái gì? Cái tánh thấy, tánh nghe và tánh biết. Nhận ra cái đó không thì làm cái gì? 10 năm sau cũng gì? 20 năm sau cũng gì? 30 năm sau cũng gì? Và cả đời cũng gì? Nhận ra cái đó để gì? Để cho mình yên ổn thôi. Quý vị hiểu không? Yên ổn có nghĩa là à, mình biết cái đó là thật. Thì tất cả cái này là giả. Thôi mình gì? Mình nhả ra. Mình không chấp nữa. Nhưng mà trí bát nhã nó hiển lộ chưa? Nếu mà sống như vậy trí bát nhã nó hiển lộ chưa? Trí bát nhã đâu có hiển lộ. Phóng quang được chưa? Chưa. Quang minh không phóng được. Thấy được chúng sanh chưa? Chưa. Thấy được Phật tánh mỗi chúng sanh chưa? Chưa. Phải không? Đánh thức được cái Phật tánh chúng sanh chưa? Và tự tại vô ngại trong khi đánh thức cái Phật tánh của chúng sanh chưa? Và cái năng lực đó như thế nào? Và phương tiện dụng ra đã có chưa? Chưa. Phải không? Và cái chỗ trở về đó là nó từ ở trong cái thể tánh nó dụng ra. Là diệu dụng của bổn lai. Ở trong cái trí bát nhã vô thượng đó, nó phát quang. Nó phóng quang. Và trí bát nhã vô thượng đó thấy suốt tất cả tâm chúng sanh. Nó giống như cái gương á, chiếu soi tất cả. Nhưng mà không lưu lại bất cứ hình bóng nào. Phải trở về với cái trí bát nhã vô thượng. Là cái đó gọi là cái thanh tịnh pháp thân. Và nếu chỉ có thanh tịnh pháp thân không chưa đủ. Nó phải đi tới cái chỗ viên mãn báo thân. Mà viên mãn báo thân là muốn nói tới cái vụ nước kim cương đây. Còn thanh tịnh pháp thân là kim cương. Và kim cương nó phải ra khỏi lòng đất. Còn kim cương của quý vị có nhưng mà nó vẫn ở đâu? Ở trong đó. Ở trong cái lòng đất á, lòng đất tâm á, cái đặc biệt ở trong cái bao phủ bởi vô minh, tham ái và sân hận rồi. Các con nghe có cảm nhận được không? Nghe có cảm nhận được không? Quý vị nghe có cảm nhận được không? Tỉnh táo lên mà tiếp nhận. Tiếp nhận cái gia tài, tiếp nhận cái năng lượng, tiếp nhận cái chỗ mà bậc giác ngộ đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho mình. Con nhận ra hôm nay không? Tỉnh ngộ. Con ở đâu? Con nước nào rồi? Con kim cương thuộc nước nào rồi? Dạ, kính bạch bậc giác ngộ, kính thưa tăng đoàn và đại chúng, con cũng kim cương đang ở trong đồng đức. Thấy không?
kim cương ở trong lòng đất thì sao? Cho nên hôm nay mình biết cái này đó giúp cho mình không? Dạ giúp. Giúp mà sao? Con biết để con kiểm đó, cái con ở chỗ nào đó, rồi con cần phải đi như thế nào mà để cho con được thanh tịnh pháp thân, đổi từ thanh tịnh pháp thân mới đi tiếp nữa đó, theo những vị thầy hướng dẫn đó, thì mới thăng hoa được cái tâm linh của con đi đến cái chỗ mà cái gì nước á. À, rồi, viên mãn báo thân. Viên mãn báo thân rồi. Và thiên bá ức hóa. Thiên bá ức hóa thân. Dạ. Hóa thân. Phải không? Dạ. Tại vì nếu mà mình ở cái chỗ thanh tịnh pháp thân á, mà chưa phóng quang được, thì không bao giờ đi tới cái chỗ viên mãn báo thân và thiên bá ức hóa thân. Ba thân đó nó phải trọn, tròn đầy. Khi mà về tới thanh tịnh pháp thân là phải có bước kế tiếp là viên mãn báo thân. Và ngay nơi đó là thiên bá ức hóa. Hóa thân là diệu dụng của bổn lai. Quý vị hiểu không? Thì cái chỗ này rất là quan trọng. Còn A-la-hán chỉ tới cái chỗ thanh tịnh pháp thân thôi. Là nhận được cái thanh tịnh pháp thân, trở về cái thanh tịnh pháp thân là nhập niết bàn. Hoặc là nếu mà còn thì ở trong rừng chuyên tu thôi. Quý vị hiểu không? Thành ra nó chỉ có một thân thôi là hiển lộ được, về được với cái thanh tịnh pháp thân. Dạ. Thì hôm nay con rõ không? Dạ con rõ, ông như là cái bước mà thầy hướng dẫn chúng con lắng tâm xuống rồi bắt đầu là... Khoan cái đại, bây giờ nói cái mục tiêu chính trước đi. Dạ. Cái mục tiêu chính là cái chỗ con phải nhận ra hôm nay. Hôm nay là mình phải nhận ra cái chỗ mà như thế nào là kim cương ở trong lòng đất. Phải không? Ngay cả cái người ở trong lòng đất mà không có biết kim cương là cái đó là một loại khác rồi. Là không bao giờ biết mình là cái gì. Không bao giờ nhận ra cái tánh Phật. Không bao giờ nhận ra cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Thấy không? Người mà bắt đầu nhận ra cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết á, là cái đó bắt đầu thấy được bóng dáng của kim cương. Nhưng mà sao? Thế là sao? Cái người mà thấy được cái bóng dáng của kim cương mà biết được đó là kim cương á, thì tự nhiên cuộc sống của họ nó có sự thay đổi. Có nghĩa là những cái sự chấp trước dính mắc á, họ bắt đầu gì? Họ sao? Bắt đầu nó rơi rụng. Hỏi nó bắt đầu nó rơi rụng. Nếu mà cái người thật sự mà nhận ra đó là kim cương á, thì tự nhiên tất cả những cái sự dính mắc chấp trước bắt đầu nó rơi rụng. Bởi vì bắt đầu họ thấy cái đó là giả rồi. Và cái gì là thật rồi. Cái đó là gọi là những cái người đi sâu một chút xíu đó nha. À, đi sâu hơn một chút xíu trong cái chỗ là nhận lại cái kim cương, nhận lại cái bản thể thanh tịnh, nhận lại cái tánh Phật. Và bắt đầu đời sống của họ nó trở nên nhẹ nhàng. À, nó không có còn gì như ngày xưa mà chạy ra để chụp bắt, để thỏa mãn cái cơn mê nữa. Mà lúc đó cuộc sống của họ bắt đầu nó gì? Mọi thứ nó trở nên nhẹ nhàng, không có gì là quan trọng nữa rồi. Nhưng mà ngay nơi đó cũng là kim cương ở trong lòng đất. Chú Hồi Đạo có nhận ra chỗ này không? Nhận ra sao? Hôm nay chú Hồi Đạo nhận ra sao? Thế Hồi Đạo thì vấn đề cái kim cương như Bậc Giác Ngộ đã nói, thì bây giờ tất cả trong chúng sanh ai cũng có kim cương hay cả. Thế nhưng bây giờ mình thường thường mình sống với đời, mình sống với cái thức biết quá đi. Thì mình chạy theo cái bản ngã, mình theo cái mê lầm nhiều quá rồi. Thành bây giờ mình cái giác biết của mình nó bị lu mờ đi. Cho nên bây giờ như vậy, bây giờ mình muốn... Nhưng mà để... ý thầy muốn hỏi là như vậy thì hôm nay chú Hội Đạo thấy rằng cái chỗ giác biết mình nhận ra đó, cho dù mình nhận ra cái giác biết thì sao? Nếu mình nhận ra được cái giác biệt thì cái sức biệt bắt đầu nó rơi rụng lần. Đúng, nhưng mà nếu nó rơi nhưng lần. Mà kim cương vẫn gì? Kim cương nó cũng chưa hiện được. Chưa hiện được. Chưa hiện được. Thấy chưa? Thì bây giờ đó. Mình đang nói cái chỗ là ủa không lẽ mình tu vậy hoài sao? Không lẽ mình cứ biết là mình có cái tánh biết, có giác biết, rồi mình nhận ra cái tánh biết, nhận ra cái giác biết, xong rồi thì thức nó lên, mình thấy, mình không theo nó rớt. Không lẽ mình tu vậy cả đời sao? Không phải, bây giờ mình tu như vậy để mình thấy rằng bây giờ mình đang còn cái thân mình nó chưa được an, chưa được thanh tịnh.
Cho nên mình muốn được cái tâm mình nó thanh tịnh thì bây giờ mình phải làm sao hàng ngày như vậy, mình phải làm thế nào? Bây giờ mình thấy rằng những cái chấp trước, những cái mê mờ của mình lần lần mình phải cái mình nhờ cái giác biết nó thấy được, cái thức biết nó đánh rơi lần lần đi nữa. Khi mà cái giác biết nó mạnh lấy cái thức biết nó rơi đi nữa thì cái thân mình nó sẽ trở thành gần gần như là nó thanh tịnh pháp thân. Theo hồi đạo như vậy. Đó, chúng ta thấy chưa? Đó, thường thường chúng ta hay suy nghĩ là mình cứ thường nhận ra cái tánh biết, rồi tự nhiên cái thức biết nó gì mình từ từ mình thấy cái nó sụp không. Nếu ngày nào mình chưa có gì thực chứng cái thanh tịnh pháp pháp thân, ngày nào mà pháp thân thanh tịnh chưa hiển lộ, mình chưa có thực chứng cái trí bát nhã vô thượng á, thì ngày đó không bao giờ sập được cái thức biết, không có thập sập được. Bởi vì ngày đó là pháp thân chưa hiển lộ. Khi pháp thân hiển lộ là nó giải thoát tất cả cái sự sống của vô minh, tham ái và sân hận. Nó phải ra khỏi. Quý vị biết không? Là có như là kim cương nó phải tách hoàn toàn ra khỏi lòng đất, là cái đất tâm, cái sự dính mắc đó. Nó phải tách ra hoàn toàn. Gọi là trí bát nhã vô thượng hiển lộ. Quý vị rõ chỗ này chưa? Thì lúc đó mới gọi là thanh tịnh pháp thân hiển lộ. Cho nên quý vị tụng bát nhã, quý vị sẽ thấy rằng là, phải không? Khi mà thể nhập vào trí bát nhã vô thượng á, là thể nhập vào pháp thân thanh tịnh, thực chứng gì? Năm uẩn vốn là không, liền vượt qua tất cả mọi khổ đau ách nạn, có nghĩa là đã kim cương đã ra khỏi lòng đất rồi, phải không? Rồi cái chỗ rằng là từ nơi chư Phật trong ba đời sống bằng trí bát nhã vào chánh đẳng chánh giác, là sống với cái này nè, sống với cái pháp thân thanh tịnh này nè. Chư Phật trong ba đời sống bằng trí bát nhã vào chánh đẳng chánh giác, là nhập vào cái pháp thân, nhập vào niết bàn của chư Phật. Vậy nên phải biết rằng từ nơi trí bát nhã khởi hành động vô thượng, khởi ngôn từ đại minh, khởi ý tưởng tuyệt đỉnh, phá tan tất cả khổ. Điều này là sự thật, vì vậy mà tuyên dương trí bát nhã vô thượng. Đây là trí bát nhã vô thượng, là cái pháp thân thanh tịnh phải trở về. Nếu mà chúng ta không thể nhập vào cái trí bát nhã vô thượng thì chúng ta sẽ không giải thoát cái sự khổ đau dính mắc, thì pháp thân nó không hiển lộ. Mà khi pháp thân không hiển lộ thì viên mãn báo thân sẽ không hiển lộ, và thiên bá ức hóa thân sẽ không hiển lộ. Thế như vậy chúng ta sẽ tu hoài nè, và cứ nhận ra cái tánh biết, rồi nhả cái thức biết, nhận ra cái tánh biết, rồi nhả cái thức biết, nhận ra cái tánh biết, rồi nhả cái thức biết. Vậy thì làm sao? Nó làm sao? Cứ hoài vậy thôi. Thành ra cũng là kim cương ở trong lòng đất. Thì đúng là cuộc sống nó có an ổn thiệt, nhưng mà gì? Không có ra khỏi ba cõi sáu đường, không có giải thoát sanh tử, và không có năng lực để đổ sanh thành Phật và giải thoát. Cho nên khi mà có những vị đã bắt đầu nhận ra được cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, và bắt đầu thấy nó rộng rang, thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó thanh tịnh, là mình thấy như sao? Mình thấy như sao? Thấy cũng vui rồi chứ. Tại vì hồi xưa còn không biết nó là cái gì, phải không? Hồi xưa nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui, không biết nó là cái gì, và bị cái cơn mê chấp nó bủa vây và làm mình khổ, mình điên, mình chấp, mình đau khổ. Bây giờ tự nhiên nhận ra được cái gì là mình, nhận ra được cái pháp thân thanh tịnh. Cái tự nhiên bao nhiêu cái mê chấp nó gì? Từ từ nó gì? Từ từ nó
rơi rụng, phải không? Cái tự nhiên cuộc sống mình thấy gì? Gọi là gì? An, an ổn. Nhưng mà cái an ổn đó cũng vì cũng trong sanh, sanh tử, chưa có thoát ra được. Thấy chưa? Có an ổn đó, nhưng mà sao? Chưa thoát ra được. Có những người nhận ra và sống được, nhưng mà tại sao không phóng quang được? Là cái chỗ gì? Cái chỗ viên mãn nó chưa? Chưa có tròn đầy. Thấy chưa? Tại sao nhận ra được? Có người cũng sống được đó, nhưng mà tại sao không phát quang được? Dạ. Thì tại sao mà không mạnh được? Tại sao không tiến lên được? Bị kẹt cái gì, thấy không? Là nó bị kẹt cái gì rồi? Là nó bận bị gì? Bị cái gì? Bị nó bủa vây rồi, nó vẫn còn cái gì đó, nó gì? À, nó bủa vây. Chưa, nếu mà nó chưa có phát. Thấy chưa? Như vậy là nó chưa trở về hoàn toàn với cái thanh tịnh pháp. Pháp thân có nghĩa là chưa chuyển thức thành trí. Trí bát nhã nó chưa tròn đầy. Cho nên ở trong này vẫn còn bị cái thức biết nó chi phối. Nó ngự trị trong này. Cho nên nó ngự trị thì cái này nó không có phát. Phải không? Chỉ có khi mà chuyển thức thành trí, trí bát nhã nó hiển lộ, thì cái này đó phải chuyển hết và nó sạch. Và nó chuyển thành trí, là trí bát nhã vô thượng. Thì khi trí bát nhã vô thượng hiện tiền, thì có nghĩa là viên mãn báo thân có mặt. Và từ khi viên mãn báo thân có mặt, thì mới có thiên bá ức hóa thân, là ứng muôn ngàn diệu dụng. Cho nên quý vị sẽ thấy chư Phật, chư Tổ và Bậc Giác Ngộ, họ có rất là nhiều diệu dụng. Đúng không? Dụng cái gì cũng gì? Cũng độ chúng sanh thành Phật, có nghĩa là họ không còn kẹt vào một cái tướng nào hết á. Đã rỗng rang thanh tịnh rồi, hiện tướng nào cũng được hết á. Tự nhiên ngày nào đó tự nhiên quý vị thấy thầy lên đây cái thầy mặc áo đầm. Rồi sao quý vị đấy? Trời ơi, Bậc Giác Ngộ sao mặc áo đầm? Thấy không? Đó là mình chưa biết Bậc Giác Ngộ là ai. Cái tự nhiên bữa nào lên cái bỏ cái mái tóc vô. Cái nó chết rồi. Nó gì ai vậy trời? Phải không? Là bắt đầu gì? Thấy không? Hoặc là bữa nào mặc gì? Mặc đồ tây lên. Thấy không? Rồi sao? Thấy không? Là tại vì mình chưa biết Phật là ai. Mình mà biết Phật là ai rồi thì sao? Và mình đi trên con đường thành Phật giải thoát thì mình sao? Thấy không? Chứ nếu không mình nói, ôi Bậc Giác Ngộ là phải cái tướng này thôi nha. Mai mốt cái tự nhiên có một cái tướng khác là gì? Không phải. Không phải gì? Không phải Bậc Giác Ngộ. Như vậy là mình đã tìm Như Lai quá tướng. Thấy không? Đâu thấy Như Lai. Cho nên khi mà đã trở về với cái thể tánh bất sanh bất diệt rồi, ở trong đó sẽ nhìn thấy chúng sanh. Ở trong cái thể tánh của chư Phật sẽ nhìn thấy mỗi chúng sanh như chính họ là. Mỗi chúng sanh nó là họ ở đâu, họ dính ở đâu, họ kẹt ở đâu, họ mê ở đâu, họ chấp ở đâu là biết hết. Và từ trong đó khai ngộ chúng sanh để thể nhập vào tri kiến, kiến Phật. Là thể nhập vào pháp thân thanh tịnh. Cho nên là cái dụng ra nó sẽ gì? Nó sẽ khác nhau. Chúng sanh này dụng kiểu này, chúng sanh kia dụng kiểu kia, là cái dụng đó nó từ trong cái pháp thân thanh tịnh mà dụng ra, chứ không phải lấy kinh sách để dụng ra. Quý vị hiểu không? Không phải là ngồi đọc cái bài kinh đó rồi nói cho người này nghe, lấy cái bài kinh kia nói cho người khác nghe. Không phải. Lúc đó là gì? Tùy duyên mà ứng ra, để đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho chúng sanh.
Phải không? Còn nếu mà người chấp nói, ủa thôi Phật đâu có đeo kim cương ra giảng đâu. Phải không? Rồi bây giờ nói, ủa sao không mang kim cương ra mà giảng. Phải không? Cái đó là gì? Ở nơi cái thể tánh thanh tịnh, nó tùy duyên mà dụng. Như tất cả cái dụng đều khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến, kiến Phật. Thành Phật để giải thoát sanh tử. Mà muốn thành Phật phải biết như thế nào là Phật. Quý vị hiểu không? Còn như quý vị không biết Phật là cái gì, cứ nói Phật là vô ngã. Vô ngã là Phật. Ai có ngã là không phải Phật. Không biết Phật là gì thì làm gì mà ngã với vô ngã. Thấy không? Cứ nghe nói là ngã, rồi cứ không nói là Phật. Không phải. Phật là phải biết là cái pháp thân thánh, thanh tịnh, rộng rang vô nhiễm. Phải không? Ở nơi cái thể tánh Phật nó có năm cái biểu lộ. Là thứ nhất là gì? Ai mà về nơi đó là thứ nhất là họ vì đó phải sống trong cái pháp thân thanh tịnh, rộng rang vô nhiễm. Phải không? Nhưng mà nơi đó có đầy đủ gì? Trí tuệ là cái trí bát nhã vô thượng. Có cái tình thương vô điều kiện. Có cái diệu dụng là ứng muôn ngàn diệu dụng, đụng đâu cũng gì? Cũng là gì? Cũng là pháp hết. Đụng tới đâu cũng là gì? Là pháp hết, để đánh thức muôn người. Dụng cái gì cũng là pháp hết. Phải không? Nắm cái gì cũng là pháp hết. Nắm cái gì cũng là đưa người tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Còn quý vị mà chúng sanh là đụng đâu dính đó, đụng đâu là chấp đó, đó là chúng sanh đó. Chúng sanh là đụng đâu chấp đó. Còn chư Phật là đụng đâu là gì? Là pháp đó. Quý vị phải không? Đụng đâu là pháp đó. Thấy rõ chỗ này chưa? Một cái là đụng đâu là pháp đó. Còn quý vị là đụng đâu là chấp đó. Thấy rõ chỗ này chưa? Cho nên mình phải biết Phật là gì. Mà không phải biết là biết để mà biết. Mà mình phải ở gần những vị đắc đạo á. Mình mới biết là cái sự sống của vị đắc đạo đó như thế nào. Khi nói tới pháp thân thanh tịnh thì mình sẽ cảm nhận được cái pháp thân thanh tịnh ở cái vị đó. Và cái pháp thân thanh tịnh nó hiển lộ qua toàn thân. Và tất cả mọi cái hiển lộ nó như là một cái sự phóng quang để khai ngộ chúng sanh thành Phật và giải thoát. Cho nên quý vị có cần biết những vị đắc đạo là gì không? Quý vị có cần biết giác ngộ là gì không? Và trạng thái giác ngộ là sao không? Và giác ngộ là giải thoát như thế nào không? Và sau khi giác ngộ, cái vị giác ngộ đó như thế nào? Có nên biết không? Hay là không biết? Không biết là chết hết. Không biết là tu mù tu mịt. Rồi sau này ai nói gì mình cũng gì? Mình cũng tin hết. Thấy không? Ai nói gì mình cũng tin hết. Là tiêu rồi. Còn cái này là mình có y cứ, có kiểm chứng. Quý vị hiểu không? Giống như khi mà Bậc Giác Ngộ nói là giác ngộ thì phải có năng lực độ cho quý vị giác ngộ. Và quý vị phải thực chứng cái trạng thái giác ngộ. Sâu cạn là tùy mỗi người. Sâu cạn là tùy cái nỗi trăn trở, cái thao thức của mỗi người. Nhưng đều trải nghiệm được cái trạng thái giác ngộ. Và từng bước đi trên con đường thành Phật giải thoát. Cho nên mình có nên biết giác ngộ không? Mình có nên biết Bậc Giác Ngộ là ai không? Và làm sao để giác ngộ không? Và sau khi giác ngộ thì sự sống của Bậc Giác Ngộ nó như thế nào? Có cần biết không? Trốn vô rừng rồi ai biết? Im không nói rồi ai? Ai biết? Hả con? Tĩnh Như? Con về nước nào? Kim cương nước nào? Dạ, kính thưa Bậc Giác Ngộ, dạ, kính thưa Tăng Đoàn, cũng mong sư từ. Dạ. Dạ, con truy ơn Thầy cho cái bài giảng hôm nay. Dạ, con không có nước nào Thầy. Dạ, con cũng chỉ mới mới nhìn thấy được
cái tiềm năng thành Phật của mình thôi. Dạ. Nhưng mà hôm nay con nghe như vậy thì giúp được gì cho con? Dạ, con thấy rất là chấn động con ở cái chỗ rằng là hồi trước khi con đến thiền viện á, thì con cũng có một cái sự hoài nghi rất là lớn. Mà nhất là những cái vị mà tu á, mà nói mình chứng á, thật lòng thì cái ngày đầu tiên con nghe cái chữ bậc giác ngộ á, con cũng nói chung là cái lỗ tai con nó khó chịu lắm. Và lúc con chưa có biết thầy, con cũng coi rất là nhiều bài giảng, con rất là cảm cái bài giảng của thầy. Nhưng mà con tới thiền viện con nghe quý sư cô nhìn lên cái ghế không có thầy, rồi kính thưa bậc giác ngộ, trời ơi, con nổi da gà, con khó chịu. Mà con cũng không nói được ba cái chữ đó. Dạ. Thì nhưng không nói là... mà không nói khó chịu mà sao cũng theo. Nhưng mà cái ngày đầu tiên con đến đây, con nghe giảng, con gặp thầy, thì con bị thầy kêu phát biểu, con lại nói được ba cái chữ đó một cách rất là tự nhiên, con cũng rất là ngạc nhiên. Cho nên tại sao tự nhiên lúc đó, tại sao tự nhiên, con không biết, thật sự con không biết. Chắc mà bị dính bùa rồi đó. Ở đây có chị Julie thì con cũng rất rất là nói thiệt, hôm bữa mà chị tới đây tham dự cái bữa thầy khai mở đó, chị bước lên, chị dùng ba cái chữ bậc giác ngộ và chị bày tỏ cái cảm xúc của chị đó. Con thấy lúc đó con rất là xúc động. Con nghĩ rằng là chỉ trong cái thể tánh đó, khi mà thầy cảm người ta, tự nhiên cái tâm thức người ta nó có cái sự chấp nhận, nó không có đi qua cái đầu thầy. Dạ. Cho nên ở cái chỗ đó là con mới hiểu được cái gì gọi là thành Phật và độ chúng sanh thành Phật là có thật. Tại vì hồi xưa con nói thật, con tới thiền viện một thời gian con vẫn nghĩ cái đó là danh xưng. Và rất là nhiều người con biết rằng là họ đi tìm hiểu về Phật giáo hay là họ tu tập rất là miên mật. Nhưng mà họ vẫn cứ rất là dị ứng với cái chuyện rằng là ai nói mình giác ngộ là tà. Con có rất là nhiều người quen, họ đang nghĩ rằng con đang bị cái gì, đang đi theo một cái con đường sai. Yeah. Chỉ vì rằng là ở trên website của thiền viện có rất là nhiều những cái chữ liên quan tới bậc giác ngộ, hoặc là thầy nói thầy là bậc giác ngộ, mà con cũng hy vọng những cái vị đó cho mình một cái cơ hội để mà họ thực chứng cái này. Tại vì thật ra con không biết tại sao đạo Phật lại luôn luôn dạy rằng là những bậc giác ngộ thì phải không nói hay là phải đi vô rừng. Con nghĩ cái đó chắc đã có một cái thời gian trong quá khứ nó đã trở thành một cái truyền thuyết, một cái huyền thoại hay một cái lời dạy gì đó của mấy cái vị ngày xưa, nó bị sai nhưng mà nó truyền đi truyền lại. Ừ. Phải không thầy? Ừ. Cho nên nó làm sao phá vỡ được cái đó thầy? Ừ. Yeah. Và hôm nay thầy đánh động con một cái câu hỏi nữa rằng là từ lúc tụi con đi tu học với thầy thì tụi con chỉ có cái cảm giác rằng là khi tới mình yên là đủ. Bây giờ mình nhận ra cái thể tánh của mình, rồi mình sống với cái thể tánh của mình. Có nghĩa là mình vẫn còn thấy kim cương trong đất thôi. Vậy thì còn xa quá, còn chưa có đủ. Bây giờ phải làm sao thầy? Bước kế tiếp là gì hả thầy? Thì giờ bước kế tiếp làm sao, là coi là mình thuộc loại nước nào. Phải ra kim cương, là kim cương phải ra khỏi lòng đất. Rồi sau đó là gì? Rồi ra khỏi lòng đất thì tự nhiên nước nào nó sẽ hiển lộ ra. Thấy không? Nhưng mà thường thường những vị mà thành Phật á, là thường thường phải có độ sanh. Thường là A-la-hán là không có. A-la-hán là nhập vào cái pháp thân thanh tịnh rồi là nhập niết bàn. Phải không? Thành ra là không có nói. Lúc đó vừa nhận xong là đi vô niết bàn rồi. Tại vì A-la-hán không có độ sanh. Chỉ có là gì? Những cái vị đại nguyện thành Phật. Rồi độ khắp chúng sanh. Quý vị hiểu không? Cho nên là quý vị sẽ từng bước quý vị sẽ nhận ra. Các con hôm nay có ai hỏi có câu hỏi gì không? Hôm nay nghe thấy làm sao? Tuệ nguyện, hôm nay con nghe làm sao? Nhân của con là nhân gì? Và hôm nay con nghe, con bây giờ hôm nay con thuộc nước nào? Kim cương nước nào? Kính thưa thầy giác ngộ và kính thưa tăng đoàn. Hôm nay con nghe thì con nhận ra con đã có một cái nhân mà
gọi là yên ổn đó, nó ở trong lòng đất, nó thấy như vậy nó yên ổn là xong. Và có thể là cái tột cùng của nó chỉ là A-la-hán thôi. Nhưng hôm nay con nghe thì nếu con đường nó rất là rõ mà nó cũng làm cho con xúc động. Xúc động là sao? Xúc động là con thấy rõ được cái con đường thành Phật giải thoát nó như thế nào mà con đã miss nó. Con cũng đã từng nghe Bác Giác Ngộ khai mở nhiều lần, nhưng mà bởi vì cái mục tiêu của mình á, nó chỉ xét tới đó thôi, cho nên những cái gì quá cái đó là nó chọc hòa. Mà hôm nay có thể là con xúc động là vì con một cái lúc nào đó có thể là thầy đã phóng quang cho con, cho nên con chợt nhận thấy cái chỗ đó nó rất là rõ ràng và những cái mà con đã bị miss. Thì cái này là một cái động lực rất là lớn cho con để mà có một cái năng lực đi tiếp. Dạ, nó không có bị giống như là lúc trước là mình xét, nó không phải cố ý là mình xét tới đó, nhưng mà bởi vì cái tâm thức của nó chưa có mở tới cái chỗ tốt kia. Mặc dù là nghe thầy nói rất là nhiều lần, nhưng mà thấy mình chưa có làm được cái đó, còn xa vời nó không được, thì nó tự động nó ngừng ngay đó. Tại vì nguyên nhân các con mà không có ra được là con trụ vào cái thế gian này quá. Con còn chấp cái thế gian này là thật. Con hiểu không? Mình còn chấp cái sự sống của thế gian này là thật. Thân này là thật, tâm này là thật, cảnh giới này là thật. Cho nên mình nhận ra cái kim cương, mình nhận ra cái tánh Phật để mà mình gì? Mình sống yên ổn trong thế gian. Con trụ vào cái thế gian này rồi. Thấy không? Và con trụ cái pháp để mà làm sao nhận ra cái kim cương. Để làm sao khi mình nhận được nó thì sao? Cái người mình nó làm sao? Tâm thể mình nó làm sao? Thấy nó nhẹ. Cái tự nhiên nó nhả ra cho gì? Hồi xưa không nhận ra khổ quá đi. Đụng đâu dính đó, điên cuồng, chấp thật, phiền não. Rồi hủy hoại thân tâm. Không thoát được. Quý vị hiểu không? Còn bây giờ tự nhiên mình nhận được, à trong mình có được cái tiềm năng thành Phật, trong mình có cái pháp thân thanh tịnh, cái tự nhiên mình biết đó là mình rồi. Thì tự nhiên ngay nơi đó gì? Những cái sự dính mắc trong này nè, cái phần thô nó gì? Nó rớt. Nhưng mà phần tế nó gì? Nó vẫn còn. Mà trong cái phần tế nó còn, cho nên mình vẫn còn trụ ở trong cái thế gian. Và mình dùng cái chỗ mà thấy biết đó để mình an ổn thôi. Là mình cố ý rồi, mình đã trụ pháp rồi, mình trụ vào cái pháp thế gian này rồi. Mình cho nó là thật, mặc dù mình biết cái đó là mình, cái thể tánh giác ngộ là mình. Nhưng mà biết để gì? Cho vui thôi. Biết cho vui thôi. Biết cho để có gì? Ta cũng biết có kim cương đó. Và kim cương là gì đó? Không có xài được đâu. Kim cương nó có xài được đâu và cũng có cho ai được đâu. Cho được không? Nó không dụng được cho mình mà làm sao cho? Cho người. Còn khi mà về được cái thể tánh đó rồi là cho mà không mất. Thấy ném không? Thầy ném quá trời đó quý vị, sáng giờ chụp nhiều không? Chụp nhiều không? Chụp xong rồi sao? Hả? Chụp mỗi tay luôn hả? Thấy không? Thấy không? Cho mà không mất, nhưng mà quý vị là không dụng được. Thấy không? Là tại vì mình còn chấp cái pháp thế gian này là thật. Cho nên nhận xong rồi gì? Nhận để mà yên ổn trong cái pháp thế gian này. Và còn trụ vào cái pháp, cái chỗ tu để mà nhận lại cho yên, cho yên ổn. Còn khi mà con nó trở thành kim cương là con không có trụ vào cái gì hết á. Thanh thang, rỗng rang, tự tại, vô nhiễm.
Tại vì mình là kim cương rồi, lúc đó là vô nhiễm, là rộng rang, thanh tịnh, lúc đó là cho thôi. Thấy không? Lúc đó là cho thôi. Con này con không có sai nữa, sao cho? Thấy không? Rớt mất hoài à, cứ rớt mất hoài à, nhận cái rớt mất. Rồi khi nào khổ lắm cái gì? Mấy gì? Lượm lại mà xài để cho gì? Bớt, bớt khổ, rồi bình thường dục nó mất. Dục nó mất xong sống cho đã đời xương gió, cái đi khi nào khổ quá cái, ôi trời lượm lại xài, lượm lại, nhưng mà lượm lại có xài được đâu. Lượm lại là để giải quyết cái phần khổ đau bế tắc thôi. Để cho nó gì? Nó nhẹ ra thôi. Chứ thật sự nó chưa có gì, chưa có sống với cái thể tánh bất sanh bất diệt đó. Thành ra muốn như vậy các con phải phát gì? Hôm nay nhận được là phải phát gì? Phát đại nguyện, nguyện thành Phật, độ chúng, độ chúng sanh. Con cứ sống yên ổn vậy, con nhận con chút xíu là gì? Thấy như là gì? Là gì? Nhận con chút xíu là thấy là gì? Thấy là quá trời rồi. Quý vị không? Thấy là tất cả rồi. Rồi nói về nó, rồi đem kinh sách ra để mà chứng minh về nó. Nhưng mà để làm gì? Bây giờ quý vị có đem kinh sách ra chứng minh về cái chỗ đó thì cuối cùng cũng gì? Cũng kim cương ở trong gì? Trong lòng đất thôi. Quý vị hiểu không? Đâu có cần đem kinh sách ra chứng minh, sống đi. Cho đi. Làm sao cho người ta thành Phật? Làm sao cho chúng sanh giải thoát? Là tự nhiên nó hiển lộ thôi. Phải không? Chứ còn bây giờ con nhận ra được, con đọc kinh, con quay, có phải cái này không? Có phải cái này không? Có phải cái này không con gì? Rồi cuối cùng gì? Hết một đời. Thấy không? Hết một đời tu. Con xin tri ân thầy và con xin phát nguyện. Các con phải phát nguyện. Phát nguyện thì mình mới gì? Mình mới có năng lực để trở về. Và có năng lực để giải thoát. Nói giờ hôm nay tuệ viên con nước nào? Hôm nay con kim cương nước nào? Bây giờ từ nay tới đi Bậc Giác Ngộ hỏi tụi con là nước nào thôi. Kim cương thuộc loại nước nào thôi. Không lẽ trả lời dạ kim cương con cũng trong lòng đất là sao? Dạ con kính thưa Bậc Giác Ngộ và con kính thưa tăng đoàn. Ngày hôm nay á, thì cũng đánh động con để mà cái nguyện á, thưa Bậc Giác Ngộ thì hiện tại là dù có nhận ra mấy á, thì mình cũng chưa có sống được, thì kiểm lại thì vẫn là kim cương nằm trong lòng đất thôi. Nhưng mà hôm nay á, thì không phải trên cái sự nghiệp không phải lúc nào mình cũng cứ nằm trong lòng đất rồi yên ổn hoài để cuối cùng làm gì, mà cái tối thượng cuối cùng là phải đi đến cái chỗ mà thành Phật rốt ráo mà còn độ sanh nữa, thì cái nước đi á, nó mới ra được, nó mới lan tỏa được và mình mới cứu giúp chúng sanh được, chứ không thể nào mà ích kỷ mà yên ổn như vậy. Cho nên là hôm nay thì con biết là trên đường đi là phải có nguyện thì nó mới thành thôi Bậc Giác Ngộ. Còn không thì nó giống như là mình nhận ra rồi mình cũng thảy thôi. Thì đó là cái mà con thấy là bản thân con là phải có một cái sự mà phát nguyện lớn thì mới đi trọn được cái con đường này cho đến cái ngày rốt ráo thôi Bậc Giác Ngộ. Tại vì ngoài cái không phải là chỉ nhận ra không mà phải trở về rồi phải sống được. Có nghĩa là thâm nhập vào cái bát nhã vô thượng đó. Rồi đi giải thoát cái gì? Cái cội nguồn mê chấp. Thì lúc đó mới gì? Cái kim cương nó mới hiển lộ. Cái pháp thân thanh tịnh mới hiển lộ. Thì lúc đó nó mới ra khỏi lòng đất. Quý vị rõ chỗ này chưa? Có gì nhận vậy thì đâu có làm ăn gì đâu. Phải không? Nhưng mà cái năng lực nào mới làm được? Hôm nay mình biết mình mới gì? Quý vị biết thì mới có gì? Có năng lực không? Mình biết thì mình có năng lực không? Để làm chi? Hả? Để hàng ngày mình phải kiểm tra là mình nước nào? Kim cương của mình nước gì? Nước gì hay là nước đi? Quay lại thấy, ủa, vẫn còn ở trong lòng đất thì sao?
Nếu mình quay đi quay lại mình thấy vẫn còn trong lòng đất thì mình sao? Thì sao? Hả? Thì sao? Hả? Mà sao con? Nếu mình quay qua quay lại mình vẫn còn thấy mình ở trong lòng đất, cũng nhận kim cương mà kim cương này vẫn ở trong lòng lòng đất thì mình sao? Thì làm sao cho nó ra chứ? Thì cái đó nó tạo thành cái nỗi gì? Cái nỗi trăn trở, cái năng lực cho mình phải làm sao cho nó ra chứ? Đúng không? Đúng rồi, mà khi mang nó ra, làm sao cho nó ra? Thì mình mới biết thỉnh cầu, mình mới biết để biết ai mà độ cho mình chứ? Làm sao mang nó ra? Phải không? Làm sao cho kim cương nó hiển, hiển lộ? Phải không? Còn giờ nếu mà mình tu kiểu đó là muôn kiếp nó vẫn gì? Nó vẫn gì? Vẫn ở trong lòng đất, là tự vì mình đã trụ vào gì? Trụ vào pháp thế gian rồi. Mình đã cho pháp thế gian là thật. Mình là thật. Thân này là thật. Tâm này là thật. Cảnh giới này là thật. Nhận kim cương để gì? Để yên ổn trong cái đời sống thế gian thôi. Phải dùng tất cả các pháp hành để nhận kim cương. Để làm sao mình an ổn trong thế gian thôi. Cái đó cũng được. Nhưng mà sao? Mình chưa trở về hoàn toàn. Chưa trở về hoàn toàn với pháp thân thanh tịnh. Chưa trở về hoàn toàn với cái viên mãn báo, báo thân. Và chưa trở về hoàn toàn với thiên bá ức khóa thân. Chưa hòa vào một thể của mười phương chứ, chư Phật. Thì như vậy vẫn còn hòa với gì? Ba cõi sáu, sáu đường. Mà nếu mình hòa với ba cõi sáu đường thì mình sống cũng ở trong ba cõi sáu đường. Và mình chết mình đi về đâu? Ba cõi sáu, sáu đường. Còn nếu chúng ta phải hòa vào một thể của Như Lai, của chư Phật trong mười phương, sau khi mình đã trở về hoàn toàn với kim cương rồi, là cái pháp thân thanh tịnh rồi, thì ba thân hiển, hiển lộ, lúc đó là hòa vào thể tánh thanh tịnh của Như. Như Lai là một với Như, Như Lai. Các con có rõ chỗ này không? Nghe có thông không? Hay là nghe giống như vịt nghe sấm? Nghe có thông không? Liễu Ngộ, hôm nay con nghe con thông được không? Kính thưa Thầy Giác Ngộ, kính thưa Tăng Đoàn. Con nghĩ ngày bài học ngày hôm nay Thầy cho tụi con giúp cho tụi con nhận ra rõ được một cái điều là như bản thân con thì là con biết con là kim cương ở trong đất. Nhưng con được cái phước là con được Thầy khai thị được nhiều lần và con biết được cái kim cương nào là đi và cái kim cương nào là hạt chi. Bởi vì cái đó nó rất là quan trọng. Bởi vì con cảm giác là khi mà nó không phải chỉ cho Phật tử không, mà kể cả những vị tu sĩ mà không nhận ra được nước đi và nước chi, thì đó là rất là khủng khiếp luôn. Tại vì mình sẽ dướng vô ba thứ. Một là mình không nhận ra, hai là mình nhận ra không đủ, ba là mình nhận lầm. Và cái điều đó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng cả. Cho dù mình, tụi con có biết được tụi con là cái viên kim cương đó, biết được tất cả những cái lý thuyết hay kinh sách ghi về cái đó, nhưng mà giống dĩ là không nhận ra hoặc là nhận lầm, thì cái đó nó càng không khác gì cái kim cương mà ở trong đất không hề biết gì, chưa bao giờ được cảm nhận được cái thể tánh đó hay là được cái viên kim cương chi. Thì con một lần nữa giúp cho con xác định rõ ràng là con không muốn làm kim cương ở trong lòng đất, và cứ nương theo cái hình mình dùng cái thể tánh trong cái kim cương đi ấy, để mà mình hướng tới. Bởi vì nếu không hướng tới thì con cũng không khác gì cái cục đất chứ chưa phải là kim cương nữa. Tại vì kim cương mà không nhận ra mình kim cương vẫn chịu sống trong đất thì cũng là cái viên đất ở trong lòng đất. Thì cái điều đó là con cũng rất là tri ân Thầy. Thì nó tự nhiên nghe ra xong thì mình thấy cái nguồn năng lượng của mình là mình rõ ràng mình biết mình không đi tới, thì cái đó là không phải trách nữa mà cái gì là cạn lời luôn. Thì con xin phát nguyện lần này con nhận ra được ở chỗ là cho dù mà con trong hai tuần qua con nhận được là cho dù con có được biết cái thể tánh đó con được chuẩn nhận rồi, nhưng mà con lại đem cái thể tánh đó, con đem những cái tánh sáng đó con phục vụ cho cái đời sống đời của con, thì con hợp thức quá tất cả những cái đó để nó phục vụ cái đó. Thì như nãy giờ là Thầy dạy thì
khoảng 2-3 tuần nay là con nhận cái đó rất là rõ. Và khi nhận rõ rồi thì cái sự mà nó liên tục nó đến với mình, nó trực nhận được cái đó, nó nhiều hơn, nghi nhiều hơn. Và khi nó nghi nhiều hơn thì cái chỗ đó nó rõ hơn cho mình đi. Thì cái đó là cái điều con cảm nhận được trong 2-3 tuần nay. Khi mà 2 tuần trước con được quý thầy khai thị trong cái bữa tiệc trà, thì dạ, con tri ân thầy. Làm sao mà trong quý vị phải biết rằng là trong mỗi quý vị có kim cương, cái trong mỗi quý vị là một vị Phật, phải không? Nhưng mà vật mà Phật này là chưa hiển lộ. Mình phải nhận ra là trong mỗi vị là mỗi vị Phật. Đó, chúng sanh là Phật sẽ thành mà, phải không? Nhưng mà Phật này là vẫn còn ở trong lòng đất, chưa có hiển lộ ra, phải không? Hôm nay con có câu hỏi gì không? Con đó. I think one question that comes to my mind is those three stages that you have talked about as realizing that you are the diamond, and then moving towards realizing the gaining the wisdom, and then trying to harness the tools. So what are those tools that are available when one is able to get to that stage? Good question. Because today you have a chance to know what is the Buddha nature, what is me become a Buddha, and who awakened one, in order to guide you, to help you to experience about that. What is the Buddha nature within yourself? How to become a Buddha? What is being Buddha? What is being liberation? From there, you have a purpose, you have a reason to walk the path, right? But today, the most important for you to know, in each of you have Buddha potential. It's a diamond. The Buddha potential already within yourself. But because you didn't know, it's a cover about ignorance, greed, hatred. Therefore, you don't know. You've been trapped in the system, human system. It's cover the diamond, the Buddha nature. That's when you need to meet the awakened ones to wake you up, to break through the human system, to let you realize about the Buddha nature. And from there, you know what is a mean Buddha nature. And from there, you will know who to guide you. You know how to ask. And step by step to go back to become the Buddha and liberate all the attachment. And from there, the diamond, right, the Buddha nature, the Buddha source will shine the light to wake up all the world, to become a Buddha, to liberate all the attachment. That is the key for today. You got it? Wonderful. Excellent. How about you? So much sense to me that whatever you said right now, I came with an empty cup. It made so much sense to me. And I just really think that I need your guidance more and more to see that clearly. I came here last week, and the past week has been, 1 week has been really good. Been practicing a lot. So I just need your guidance more, and that's it for myself. Wonderful. You clear that inside yourself have Buddha nature? Did I clear that? Yes, you feel that, you know that, you trust, you believe that within yourself have a diamond, right? Have Buddha nature. It's been clear mind. For sure. But still, it's not appear yet, still covered by the dust, right? The dirty water, ignorance, greed, hatred, right? For sure. We need to wake up. We need to cultivate that and let the Buddha nature appear and all the dirt, right? The dirty water disappear, right? And from there, can wake the world up. You are free, disturbed by nothing. Got it? Got it, yes. Wonderful. Thank you. Yes. Okay, how about Tấn Nguyên today? What did you realize today, Tấn Nguyên?
Wear your diamond. What kind? D or Z? Or still inside the dirt, the earth? Good morning, Awakened One. Good morning, Awake Sangha. Still attached to the earth. That's true. You see why. Still attached to the earth. Yes. You know, when you came out and said, is there anything different about me? I saw you as a Buddha with a tool on your finger. And the difference for you is that's a tool, but for human beings, we assign value. We assign value to things. And yeah, about what? For me, I cling onto human life for the value that I give it. It's that simple. And I've been in deep contemplation over what is it that I value about being human. And there really isn't a reason. There really isn't a reason to value ignorance, greed, and hatred. You see it? It just generates so much suffering. And I think it's a habit, and so I'm contemplating now on conscious awareness, relying on that to navigate life as a human tool, but it's not an awake tool. Mm. And confusing conscious awareness with awake knowing. Mm. Mm. And just constantly refreshing the steadiness and stillness of whatever Buddha is in here. Because the sun feeds where it's directed, right? The light. I can feed the ignorance, greed, and hatred in me, or I can feed the Buddha within me. And the great vow is the original source or light of that Buddha. And without the great vow, that Buddha doesn't have a chance in the darkness that it's trying to awaken. Mm. But you, in order to become a Buddha, you have to know who you truly are. I don't know who I truly am. Yeah, that's why the more you walk the path, the more you know who you truly are and who you truly are not. And from there, you have a motivation to come, you go back to your real. If not, it's easy for you to go back to your human system because you believe that's real you. You see it? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. And now, what next? You want to go home? I want to go home. And liberate your human home? And liberate. Yes. You see it? Yes, I do. Yes. And then you will know who will help you, right? Yes. You have to looking for the awakened ones, right? To guide you, to bring you home, right? If not, how? But depend on your purpose, right? You want to become a Buddha and wake the world up, or you want to stay stuck in the human system. That is the most important, right? Wow. Okay, thanks. Cô, hôm nay thầy hỏi mấy vị người Mỹ này thì ba vị chia sẻ ba kiểu. Thì chú này thì chú đi lần đầu tiên nhưng mà chú bắt đầu cảm nhận được rằng là vậy là trong mình cũng có tiềm năng thành Phật. Và chú mong là chú làm sao mà để mà thầy độ cho chú làm sao để làm sao cái ông Phật ở trong chú nó hiển lộ. Phải không? Đó, thì là cái chú này. Còn cái chú kia thì là nhận sâu hơn là cũng biết là trong mình bắt đầu nhận ra được cái tâm thể Phật rồi đó. À, trong mình nó có cái tâm thể Phật nhưng mà làm thế nào để mà trở về hoàn toàn để giải thoát. Và từ đó ba thân hiển lộ tùy cái tâm trạng của mỗi người. Còn cô Tĩnh Nguyên thì có nói khi mà bậc giác ngộ đi xuất hiện mà đeo cái chiếc nhẫn như vậy này ra thì trong cổ cũng cảm nhận rằng là khi mà những bậc giác ngộ mà xuất hiện mà bất cứ cái gì họ dùng á là điều là gì? Là awake to, là dùng để mà độ chúng sanh. Nhưng mà đối với human á, là họ nhìn mấy cái này họ rất là gì? Họ rất là quý. Và họ nhìn mà họ không có biết được bậc giác ngộ là ai thì họ sẽ judging, họ sẽ phán xét. Và họ sẽ dựa vào cái human system của họ để họ phán xét. Thì cổ mới nói rằng là nguyên nhân vì sao mà cái chỗ mà thành Phật á, để cho cái Phật tánh nó hiển lộ hoàn toàn, để cái mê chấp nó tan á, là cổ hôm nay cổ nhận ra rõ rằng là trong thẳm sâu mình vẫn còn giá trị cái human. Mình vẫn giá trị cái human là cái giá trị cái sự sống của thế gian. Mình cho nó là thật. Vẫn thấy thế gian này là
là thật. Cho nên cái chỗ nhận ra, cái chỗ giác ngộ đó đó, nhận ra cái tâm thể Phật đó để nhằm phục vụ cho cái thế gian. Đó, và chính vì vậy mà mình nhận ra cái thể tánh là Phật, nhưng mà mình thật sự chưa thực chứng nó là thật. Mà trong thẳm sâu cái sự sống của thế gian này vẫn là thật. Vô minh, tham ái, sân hận, cái sự dính mắc á, cái sự thính dính mắc vào thế gian, cái system này nè, nó vẫn là thật. Cho nên khi nó là thật á thì tự nhiên mình nhận, nhưng mà rồi gì, mình cũng thả để mình trở về cái sự sống của thế gian, hoặc là mình dụng cái chỗ đó nhằm phục vụ cho cái thế gian là mình yên ổn, hoặc là mình có thể dụng trong nhiều thứ để mà mình có cái để mình sống thôi. Thì cô nhận ra như vậy. Thì bây giờ hôm nay Bậc Giác Ngộ mới hỏi rằng là cô muốn bây giờ hôm nay là trở về hoàn toàn để mà nhận ra mình là ai, và trở về hoàn toàn để cho cái kim cương này nó hiển lộ luôn, hay là muốn nhận rồi trở về để mà nuôi cái sự sống thế gian. Thì cô nói rằng cô muốn nhận để trở về hoàn toàn để hiển lộ cái pháp thân và giải thoát cái sự sống dính mắc của thế gian. Các con thấy rõ chỗ này chưa? Thế này hôm nay nghe chữ Bậc Giác Ngộ có còn khó chịu nữa hết ha? Còn khó chịu không ha? Có nhiều người nói chữ Bậc Giác Ngộ nói một lần được rồi, ta biết rồi, sao nói hoài vậy? Nói bao nhiêu lần cũng được hết á, miễn sao gì chúng sanh giác ngộ thì hết nói, được không? Cứ bậc giác ngộ đó, nói sao cho đến khi nào chúng sanh ai cũng giác ngộ rồi thì có gì đâu phải nói, tại vì chúng sanh chưa giác ngộ, cho nên gì cứ nói bậc giác ngộ, phải không? À, nói bậc giác ngộ có sao đâu, phải không? Bậc giác ngộ cũng chỉ là cái ngôn từ thôi, để cho chúng sanh gì nghe, để mà gì nó thấm, hiểu không? Chứ đã bậc giác ngộ rồi thì đâu có cần phải nói. Nhưng mà nếu nói cho chúng sanh giác ngộ thì cũng nên nói chứ. Chứ giờ không nói rồi có ai biết cái gì đâu, phải không? Cũng như đeo kim cương ra đây nè, để cho chúng sanh giác ngộ thì cũng nên gì? Nên đeo chứ, đúng không? Vì chúng sanh mà nói, vì chúng sanh mà nín. Khi nào chúng sanh thành Phật rồi nói làm gì nữa? Quý vị nghĩ coi, nếu quý vị ai cũng thành Phật rồi, tự nhiên bậc giác ngộ làm gì? Hả? Nói làm gì? Phải không? Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ nếu mà ai cũng thành Phật rồi nói bậc giác ngộ, có cần nói không? Hả? Nói làm gì? Hả? Nói là bởi vì chúng sanh mà nói, bởi vì chúng sanh chưa có biết giác ngộ là gì. Chúng sanh không biết giác ngộ là gì. Nói ban đầu nói cho chúng sanh khó chịu chơi cho vui, phải không? Khó chịu rồi mới đi gì? Mới gì? Khó chịu rồi mới gì? Hả? Khó chịu rồi mới gì? Mới đi tìm hiểu, đúng không? Chứ còn không có chịu thì sao? Khó chịu rồi mới đi tìm cái. Ủa? Giác ngộ là gì mà làm dữ vậy? Nói hoài à, phải không? Nói cho đến khi nào gì? Nói đến khi nào mà cái kim cương ở trong quý vị nó hiển lộ ra khỏi lòng đất. Và tam thân xuất hiện. Nói làm sao mà cho cái Phật tánh của quý vị hiển lộ. Phải không? Và không phải nói không đâu, mà còn đủ năng lực để độ cho quý vị thành Phật và giải thoát nếu những người hữu duyên. Còn cái người không hữu duyên là sao? Là không có độ được. Nếu mà người đó đã chọn sống trong mê thì không có độ. Nói để độ cho người có duyên, thấy không? Thành ra bây giờ mà nếu quý vị mà thành Phật hết là khỏi có nghe chữ giác ngộ nữa, khỏi nghe bậc giác ngộ nữa, phải không? Còn giờ gì? Bậc giác ngộ hoài vậy đó. Ai chịu không chịu thì đi tìm, đúng không? Con nghe chữ đó con thấy sao? Con nghe bậc giác ngộ con thấy sao? Lần đầu tiên con được nghe ba chữ bậc giác ngộ, con bực tỉnh. Con thì bừng tỉnh. Con bừng tỉnh. Rồi tỉnh dạ. Sao? Lần đầu tiên con được sư cô
đến gieo duyên và mời con đến chùa, nói là ở đây có bậc giác ngộ giúp đánh thức những cái tiềm năng trong lòng con. Con nghe nó giống như là con được một cái tia sáng ở cuối đường vậy đó. Con tin là chắc chắn là cái vị này sẽ là người giúp được con. Và đâu đó thì con biết là con đang ngủ và con cần được đánh thức. Cho nên con rất là cảm được những cái từ giống như là awaken hoặc là universal door. Con cảm được những cái đó. Cho nên đã mang con đến đây và hôm nay con cũng được đánh thức thêm một vài điều, được khai sáng thêm rất là nhiều cái góc, những cái bóng đen bên trong cái căn nhà nội tâm của con. Con được con thấy nó được thắp đèn lên. Con thấy con được sáng hơn những cái góc đó trước đây nó tăm tối. Con thấy giống như là cái nhân của con nó được mọc rễ ra, nó dài thêm được một inch nữa, nó nằm nó bám chặt vào trong cái lòng đất nữa. Và hôm nay con nhận biết được mình là ai. Khi mà lần đầu tiên con đặt chân đến mảnh đất này, được gặp thầy, là con biết là con, cái viên kim cương con nó đã được ra khỏi lòng đất rồi, nhưng mà nó được cần người mài dũa cho nó sáng hơn nữa. Có một điều liên quan đến kim cương. Và hôm nay con thấy nó bất ngờ, nó ngạc nhiên, nó trùng hợp hay sao. Thầy mang cái chủ đề kim cương lên nói. Con xin mạo muội kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện của con có liên quan đến kim cương. Và nó liên quan đến cái chấp nhất mà nó làm cho con đau khổ một thời gian. Là bạn con ở bên Việt Nam nhờ con mua giùm một cái viên kim cương cho mẹ cổ. Thì con có mua, nhưng con chưa kịp mang về Việt Nam nữa thì mẹ cổ đã sang Úc định cư rồi. Cái viên kim cương đó nó còn nằm trong tay con. Và tiền con cũng chưa được lấy. Cái viên kim cương con cũng chưa có cơ hội được con trao. Thì cuộc sống khó khăn sau đó thì người ta đổi ý, người ta không lấy. Con bị dính mắc vô đó. Con bị đau khổ một thời gian dài lắm. Con mang lúc đó cái tâm trách con nó khởi. Nó làm con bị mất đi cái niềm tin ở bạn bè, ở cái tình thương, tình thân, sự tin tưởng mình trao người ta. Con bị dính vô đó một thời gian, nhưng với một cái duyên nào đó con thoát ra được. Con thoát ra trước khi con đến đây lận. Xong, lần đầu tiên con đến đây là cái buổi tiệc trà. Con muốn biến đổi cái đau khổ đó thành một cái phước báo to lớn hơn. Nó có liên quan đến cái đại nguyện của con. Hiện kim thì con không có, nhưng mà hiện Phật con có. Có 2 tuần trước con có ngỏ ý với ông xã con nói là tháng 3 năm sau là chùa bắt đầu khởi công, đặt viên gạch đầu tiên. Em muốn phát nguyện, em muốn gieo duyên, em muốn cúng dường cho chùa cái viên kim cương đó, để chùa có thể mang đấu giá để được một cái hiện kim nó giá trị hơn, để giúp cho cái ngôi tam bảo này nó lớn hơn, để có nhiều người có cơ hội để về chùa để tu tập, để giúp giải thoát cái khổ đau của họ đang dính mắc. Thì chồng con nói anh chưa bao giờ thấy chùa mà đem đấu giá kim cương em ơi.
con cũng mấy mốt con thấy con thấy sư phụ mang kim cương là cái đó, thì nó chỉ là trong cái suy nghĩ của em thôi, đó là cái phát tâm phát nguyện của em thôi, cái đó là cái lòng của mình, cái tâm của mình nó phát ra, cái lòng mình muốn được cái điều đó nó xảy ra như vậy. Nhưng thật ra hôm nay thì trước mặt thầy, trước mặt sư tăng đoàn và quý vị Phật tử đang xem online, nếu như mà thầy quý vị thấy cái điều đó nó hợp lý, nó không có bị dính mắc gì hết, thì cho con xin được tội nguyện cái đại nguyện của con. Và con xin một cử hiến dân cũng như một sự buông bỏ và là một sự cho đi từ từ cái đại nguyện của con. Dạ mô Phật. Có nghĩa là khi mà cái Phật tâm của con á, con muốn trở về với cái Phật tâm, là muốn được bậc giác ngộ, khai ngộ cái kim cương mà cái thể tánh Phật á, con vì trở về cái pháp thân thanh tịnh, mà con xin dâng cúng cái mà ngoài đời cho là quý nhất, đó là đối thế gian kim cương là quý, quý nhất, nhưng mà với con, chính cái viên kim cương nó đã trói buộc con, làm cho con khổ đau, phải không? Nhưng mà bây giờ con tỉnh ra. Con tỉnh ra, con nói con muốn đem cái cục đau đó thành một cái cục đức. Quá hay. Quá nhiệm màu. Cái chỗ đó rất là nhiệm màu. Và con cũng có nói cho người bạn đó luôn. Ừ. Con nói con có thú nhận là trước đó là mình có suy nghĩ như vậy, những điều không tốt về bạn, mình có mất lòng tin đồ này nọ, nhưng bây giờ giác ngộ rồi. Giác ngộ đây là không phải là thấy cái gì ngộ ngộ mà giác nghe. Giác ngộ có nghĩa làm sao để cho vị Phật trong mình nó được hiển lộ ra. Con phải nhớ nha, nó hiển lộ ra. Tại vì cái vị Phật trong các con đó, nó có nhưng mà nó bị cover, bị ở trong lòng đất. Khi mà giác ngộ là bậc giác ngộ, con thấy hồi nãy giờ bậc giác ngộ gì? Bậc giác ngộ là vị đã trở về trong cái thể tánh thanh tịnh rồi, có đầy đủ tam thân, cho nên có năng lực thức cái vị Phật trong con nó gì? Nó được dậy. Và làm sao từng bước cho những cái vị Phật ở trong con đó, trong mỗi người nè, nó được hiển lộ. Khi mà vị Phật trong con được hiển lộ, cái pháp thân thanh tịnh nó hiển lộ, thì tự nhiên, tự động nó gì? Nó lưu xuất. Tự động nó có ba thân. Con thấy không? Thành ra giờ con cũng thuộc là có trí tuệ đó chứ. Vì muốn trở về với pháp thân thanh tịnh, muốn cho Phật tâm mình hiển lộ, thì con dâng cúng. Con dân cũng không phải để làm gì, để cho nhiều người cũng được giác ngộ. Con dân thì thấy bậc giác ngộ gì? Nhận. Ừ. Con dân thì bậc giác ngộ nhận. Phải không? Là bởi con dân bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm đại nguyện của con ạ. Để thành? Thành Phật. Thành Phật và độ? Độ sanh. Độ chúng. Chúng sanh, từ con thấy nó chuyển không? Chuyển cái gì? Chuyển cái khổ đau dính mắc thành Bồ đề. Con thấy nhiệm màu chưa? Dạ con thấy rất là nhiệm màu, khi mà cái tâm của mình được xoay chuyển thì con thấy nó rất là nhiệm màu. Chẳng những con không có oán hận mà con còn yêu thương, con bao dung vào cái yêu thương. Con không trách bạn con mà con còn cảm ơn cái cô đó. Tao cảm ơn mày. Đem cái điều đó đến cho cái cuộc đời, đến cho cái cuộc sống. Để giống như là để cho biết khổ là, để cho con biết khổ là gì? Để tao biết tận cùng của khổ đau là gì. Nhưng mà con lại màu nhiệm không? Con bỏ đó, nhưng mà con bỏ vì cái tối thượng. Con thấy nhiệm màu chứ? Có bây giờ hôm nay con bỏ nè, con bỏ ra nè, nhưng mà vì cái gì? Vì cái tối thượng, là vì cái chỗ trở về với cái pháp thân thánh thanh tịnh. Và con nguyện cho bạn con cũng gì? Cũng được trở về với cái pháp thân thánh thanh tịnh. Wow, con thấy nhiệm màu không? Dạ, con thấy rất là nhiệm màu. Tự nhiên hôm nay kim cương gặp kim cương. Vậy là bậc giác ngộ sẽ thêm một chiếc nữa, thành ba. Ba chiếc. Từ dạo này người ta đem kim cương tới cho bậc giác ngộ nhiều quá người ta. Dạ, với lại con thấy con được khai sáng thêm ở một cái góc nữa, là thường là mình
sống ở ngoài đời, mình tiếp xúc với công việc, gia đình, xã hội mỗi ngày thì nó có rất là nhiều tác động. Đi làm thì cái môi trường trong công việc, về nhà thì gia đình, chồng, con, cha mẹ. Giống như hồi trước thì mấy đứa con nó làm cái gì mà nó sai thì con cho, chưa hẳn là nó sai đâu, tại nó sai trong mắt con thôi chứ chưa hẳn là nó sai. Thì nó không vừa mắt con thì con la, con rầy. Thậm chí có những bậc thì có những người cha mẹ thì chửi và đánh đập con nữa. Thì những cái điều đó thì do mình không có đủ kiểm soát được cái cơn giận ở trong cái lửa lòng của mình ở bên trong. Thì những lúc sau này con thấy những lúc nó sai thì con, nó càng sai con càng tỉnh. Con càng giữ cái độ bình tĩnh của con để con độ nó. Những lúc công việc mệt mỏi rồi, chồng con giống như bực tức nói những lời nó không có được suông tai, thì nếu như trước kia con sẽ bị nó cuốn luôn. Con sẽ bị cái lửa của người ta mà đốt luôn con. Thì những sau này con thấy mình vững chãi hơn một chút. Con họ càng sai thì con phải càng tỉnh. Để con kéo họ về. Đúng rồi, nhưng mà con phải nhớ rằng cái tỉnh đó nó chỉ là hiện nay con vẫn ở là kim cương ở trong đất. Con phải làm sao từng bước để phát nguyện. Hôm nay bậc giác ngộ khai ngộ, phóng quang khai ngộ cho con để nhận ra được là gì, như thế nào là bản thể Phật, như thế nào là pháp thân thanh tịnh, và như thế nào là kim cương. Pháp thân đó vẫn ở trong lòng đất. Làm thế nào để mà mình làm sao mà viên cái chỗ pháp thân đó nó phải hiển lộ. Các con hiểu không? Tới lúc mà pháp thân nó hiển lộ là ngay chỗ đó nó mới, con mới rỗng rang thanh thang sống ở trong cuộc đời. Gọi là gì? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lúc đó con mới tự tại được. Rồi con mới gì? Mới đánh thức cái tiềm năng thành Phật cho những người chung quanh. Tại vì khi mà tâm thể con nó cái Phật tâm nó hiển lộ rồi, cái pháp thân thanh tịnh nó hiển lộ rồi, cái viên mãn báo thân nó hiển lộ rồi, là con ở trong đời mà con không nhiễm đời. Thì lúc đó mới là tự tại chứ. Con ở trong đời mà con không nhiễm đời. Coi không? Nó giống như bây giờ bỏ trong này có bao nhiêu viên như bậc giác ngộ giờ có đưa, nó không liên quan gì hết. Con thấy không liên quan gì. Nhưng mà thế gian thấy cái này là gì? Là chết sống với họ đó. Con cũng thấy là con sở hữu của nó cũng là một cái viên đá vô tri. Và nếu như con cho tặng con hay cháu thì nó cũng không mang ý nghĩa gì hết. Cho nên là đó là lý do con muốn phát đại nguyện. Cái đó là bồ đề tâm của con nó phát rồi. Con hiểu không? Cái khi mà con phát như vậy là cái bồ đề tâm của con nó phát rồi, là cái tâm thành Phật. Tại vì cái tâm thành Phật nó rộng rang lắm. Con sẽ biết rằng là những cái vị nào mà bắt đầu có cái tiềm năng thành Phật á, là cái tâm thể họ nó bắt đầu gì? Nó bắt đầu rộng rang, nó bắt đầu thanh tịnh, nó bắt đầu thuần khiết, nó bắt đầu bao la. Và tự nhiên cái tâm thể của họ nó không còn cái ta người nữa. Và bắt đầu cái tâm nó trở nên bao la rộng lớn. Thì bắt đầu con thấy không? Cho nên trong các con thấy tự nhiên mình không còn cái tôi và cái của tôi, tự nhiên nó gì? Nó bắt đầu nó gì? Nó gì? Nó nhã. Quý vị có thấy chưa không? Bắt đầu cái tôi và cái của tôi ngày xưa mà cái tâm thành Phật của mình nó chưa có hiển lộ đó. Cái Phật tâm, cái pháp thân thanh tịnh của mình chưa nhận ra, mình chưa hiển lộ đó. Và mình chưa có cái sự trở về đó. Thì trong người của mình nó bắt đầu là tôi và của tôi, con tôi, chồng tôi, thân tôi, suy nghĩ của tôi, quan điểm của tôi. Nói chung là nó cứ tôi và của tôi, con hiểu không? Thành ra nó bấu mình lại vậy nè. Nó giống như là nó bấu cái viên kim cương lại. Nó càng bó thì cái này nó ở giống như ở trong này nè, nó bó cứng vậy nè. Con hiểu không? Đó, nó bó như vậy thì làm sao? Nếu mà cái tâm thể này thì sao? Sao mà thành Phật được? Cho nên khi mà những cái tâm thể này mà được gần bậc giác ngộ đó, mà được đánh thức á, đánh thức, tại vì bậc giác ngộ sẽ có năng lực để mà đánh thức, thì từ từ những cái này nè nó mở ra. Cái bấu này nó từ từ gì? Nó mở ra vậy nè. Thì cái gì? Cái này nó mới hiển lộ, con hiểu không? Thì đó là nó bắt đầu nó hiện ra. Thì khi mà các con ở gần chư Phật và bậc giác ngộ là có năng lực, tại vì bậc giác ngộ sẽ thấy được cái gì? Thấy được cái pháp thân thanh tịnh của các con. Thấy không? Sẽ thấy được cái pháp thân thanh tịnh của các con và bắt đầu từng bước gì? Phóng quang. Để mà đánh thức
cái pháp thân thanh tịnh của các con nó hiển lộ. Cho nên mình cảm nhận được. Quý vị biết không? Tại sao mình ở gần bậc giác ngộ mình cảm thấy mình nghe tới đâu cái tâm thể mình sao? Tâm thể mình nó làm sao? Nó rộng ra. Nó bừng sáng, nó bừng sáng là mình biết rằng là cái pháp thân thanh tịnh trong mình đã được đánh thức. Con hiểu không? Nhưng mà khi nó bừng sáng thì các con phải phát nguyện. Phát nguyện là nguyện thành Phật, nguyện cái pháp thân thanh tịnh nó được hiển lộ, nguyện thành Phật và độ chúng sanh. Còn nếu không thì gì? Mình thức ra rồi xong rồi gì? Mình gì? Mình bấu nó lại. Thành ra đó là tại sao mà mình phải được nghe hoài, mình phải được đánh thức, mình phải được khai ngộ để cho cái pháp thân thanh tịnh nè nó được hiển lộ cho đến khi nào đó nó thoát ra luôn. Đó, thì lúc đó cái gì? Lúc đó con mới là gì? Là một vị Phật tương lai ra đời. Thì lúc đó gì? Ở trong trần mà không nhiễm trần. Ở đó mới gọi là đối cảnh vô tâm. Thưa vị rõ chỗ này chưa? Con hôm nay con có rõ chỗ này không? Cho nên con thấy những cái vị mà càng bước đi trên con đường thành Phật giải thoát, khi mà cái Phật tâm họ bắt đầu hiển lộ, cái pháp thân thanh tịnh nó hiển lộ, cái tâm thể họ bắt đầu nó gì? Nó bắt đầu nó trở nên thanh tịnh. Con để ý, con thấy kiểm nha. Bắt đầu tâm thể mình nó thanh tịnh, nó tự thanh tịnh. Và những cái dục nhiễm của thế gian tự động nó gì? Nó chuyển. Cái trượt nó bắt đầu nó gì? Nó chuyển. Các con có rõ không? Những cái trượt, cái chấp trước, cái dính mắc, cái khổ đau tự động nó gì? Nó chuyển. Cái tâm thể mình, cái tâm Phật mà nó hiển lộ bao nhiêu thì cái tâm mê nó tự động nó gì? Nó rã ra bấy nhiêu. Cái sự ích kỷ trong con người của mình á, nó tự nhiên nó gì? Nó rã. Và cái sự rỗng rang thanh tịnh bắt đầu nó có mặt. Quý vị cảm nha, quý vị phải kiểm. Những người nào đi trên con đường thành Phật giải thoát sẽ kiểm. Và tự nhiên cái ta người tự động nó gì? Nó rớt. Nó không còn biết điêu nữa. Tự nhiên chứ không phải là mình ép mình là phải không ta và không người. Nó không phải vậy. Cái ta người cái tự nhiên nó gì? Nó nhã. Nó giống như các con tự nhiên cái đấy. Ủa sao mình không cho con mình tự nhiên mình đi dân cúng. Nó không phải là ai bắt mình dân cúng bật cái ngộ đấu kêu con dân đâu. Tự nhiên con gì? Con dân. Mà con dân là tại vì con biết rằng là bậc giác ngộ là ai. Và độ cho con thành Phật. Và cái sự dân cúng đó sẽ mong cho tất cả thế gian này thành Phật. Phải không? Mà tự nhiên tâm thể con nó mở, nó hoan hỷ, nó dân cúng. Chứ nếu không người không biết đấy. Rồi, dụ rồi đó. Dụ con cúng kim cương rồi đó. Phải không? Tự nhiên đấy, tới là bị dụ rồi. Dụ đem kim cương hột xoàn tới. Mà con nghĩ ví dụ không? Thật ra con cũng không có dám là con không có dám nghĩ đến là mình phải thành Phật, nhưng mà cái đại nguyện của con là muốn giảm bớt khổ đau thôi. Và giúp nếu mà con chỉ giảm khổ đau mà cái con không nhận, phải nguyện gì? Thành Phật là nguyện trở về cái pháp thân thanh tịnh. Ủa mình là Phật mà, mình là Phật tương lai. Con trong con là Phật, những cái sự khổ đau dính mắc không phải là con. Các con phải nhớ là các con là Phật đó. Các con phải nhớ là các con là Phật, bản thể của các con là Phật. Nhưng mà bởi vì con không nhận ra, các con không trở về. Còn cái mà sự dính mắc đó không phải là con. Các con tới một ngày nào đó các con phải nhận ra mình là Phật. Thì tự nhiên mình mới gì? Mình là vị Phật mà. Bởi vì mình không nhận ra cho nên cái mê lầm nó che lấp, mình tin vào những cái thấy nghe hiểu biết là mình, cái chấp trước là mình, chứ cái đó nó không thật, cái đó không phải là mình, cái đó nó rã. Khi mà cái Phật trong con nó hiển lộ thì tất cả cái dính mắc nó sẽ tan, nó không phải là con. Cái gì là con nó sẽ hiển lộ, mà cái gì không phải là con là nó tan biến. Con thấy không? Thành ra con là vị Phật tương lai, tại sao không nhận? Con nhận thì con mới gì? Con mới trở về. Có thể là bây giờ mình chưa thành Phật, nhưng mà con phải nhận ra là mình là một vị Phật tương lai thì mình mới gì? Thì mình mới trở về được. Thấy không? Rồi mình mới thỉnh cầu bậc giác ngộ khai ngộ cho mình trở về với cái vị Phật đó chứ. Phải không? Khi mà con trở về với cái vị Phật tương lai, cái vị Phật trong con á, thì tự nhiên bao nhiêu những cái sự khổ đau dính mắc nó gì? Nó tan biến.
Và lúc đó là con sẽ hòa nhập vào cái thể tánh Phật của mười, mười phương, hòa vào thể tánh Phật của bậc giác ngộ của mười phương chư Phật. Con hiểu không? Rồi bắt đầu mới là độ khắp chúng, chúng sanh. Thì nếu mà con vì cái đó mà con cúng, bậc giác ngộ nhận. Còn nếu vì dứt khổ không á, không nhận. Tại vì cũng là kim cương ở trong đất thôi. Bây giờ con phát nguyện đi rồi bậc giác ngộ mới nhận. Con nguyện thành Phật, độ chúng sanh, giải thoát tận nguồn sanh tử. Phát nguyện đó thì bậc giác ngộ mới nhận cho con. Dạ, hôm nay... Thì con quỳ lên con phát nguyện. Mà nguyện một cách rất là trong sáng, rất là thanh tịnh. Dạ, con tên là Julie Huỳnh, 39 tuổi. Hôm nay được duyên lành phước lớn. Con được hiện diện ở chánh đường trước mặt bậc giác ngộ và các sư tăng đoàn. Con xin phát đại nguyện. Con phát đại nguyện của con được thành Phật, độ chúng sanh, tìm đường giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và con nguyện là cái sự dâng cúng của con mong cho tất cả, mong cho trung tâm giác ngộ được hình thành để bậc giác ngộ đón tất cả mọi người về đây để mà thành Phật và giải thoát và độ chúng sanh. Có phải là cái nguyện con như vậy không? Đó, thì bây giờ bậc giác ngộ chứng minh rồi, con đảnh lễ. Đó, các con hôm nay các con phải nhớ là các con là những vị Phật tương lai. Nhớ nha. Và phải làm sao cho vị Phật đó được hiển lộ. Chứ không phải là một vị Phật. Không phải là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật đó. Nếu mà một vị Phật thì Ngài đâu có nói ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Thấy không? Và trong một cái quá trình rất là nhiều vị thành Phật. Phải không? Thành Phật để độ chúng sanh thành. Thành Phật, các con là những vị Phật tương lai. Cho nên các con phải biết Phật là gì để mà gì? Để mà trở về, để mà giải thoát, để mà độ sanh. Cũng như bậc giác ngộ là giác ngộ, nhưng bậc giác ngộ sẽ độ con được giác ngộ, được thành Phật giải thoát như bậc giác ngộ, độ tất cả chúng sanh được thành Phật giải thoát luôn, chứ không phải chỉ có một bậc giác ngộ. Các con biết không? Tại vì các con bị cái mê lầm nó che khuất, các con không nhận ra. Cho nên phải có những vị giác ngộ ra đời để mà trở về với cái thể tánh giác ngộ, trở về với cái pháp thân thanh tịnh, trở về với cái viên mãn báo thân, cái thiên bá ức hóa thân, để làm sao mà ở trong cái thể tánh giác ngộ mới thấy các con chứ. Chỉ có Phật mới thấy gì? Thấy Phật. Chứ chúng sanh làm sao thấy Phật? Mà thấy Phật thì mới độ con thành gì? Thành Phật. Bây giờ cái ông Phật ở trong con dày nè, nó bấu cỡ nào đi nữa thì Phật cũng gì? Cũng gì? Cũng thấy xuyên qua luôn, cũng thấy ông Phật này luôn. Rồi cũng gì? Cũng có đủ năng lực để gì? Để phá cái này cho các con luôn. Con hiểu rõ chưa? Thì chỉ có Phật mới đủ năng lực chứ. Phật mới thấy Phật. Phật mới đủ năng lực để phóng quang, để phá mê khai. Khai ngộ cho cái ông Phật trong mình nó gì? Nó hiển lộ. Cho mê chấp trong mình nó tan. Các con rõ chỗ này chưa? Thì khi như vậy thì cái năng lực của con mới gì? Mà những vị như vậy là phải nguyện thành Phật thì nó mới có cái lực. Nguyện thành Phật, nguyện giải thoát tận nguồn sanh tử và nguyện độ tất cả chúng sanh. Bởi vì những vị mà cái tâm thành Phật là cái tâm họ phải bao la, rộng lớn. Và tự nhiên cái bao la, cái thanh tịnh đó nó giúp cho mình nhả những cái ta và của ta ra. Quý vị hiểu chưa? Quý vị có nhận ra không? Hằng ngày cái ta và của ta nó gì? Nó bấu mình, nó cho mình là ta là thật, của ta là thật, thân ta, tâm ta, cảnh giới của ta, con ta, chồng ta, vợ ta, cha ta, mẹ ta, mình bấu nó vô đó hết trơn rồi. Mà vì bấu như vậy cho nên gì? Mình bảo vệ nó rồi, mình đâu còn thấy cái gì nữa đâu. Con thấy chưa? Đây nè, con thấy gì đâu. Cho nên khi mà được đánh thức mới nói, ô, cái này không phải là ta, cái này mới là ta. Cái bản tâm thanh tịnh, cái Phật tánh mới là ta. Thì từ từ cái không là ta nó gì? Nó rã, và cái là ta nó hiển lộ. Các con rõ chỗ này chưa? Thì cái là ta nó hiển lộ, thì pháp thân thanh tịnh nó hiển
hiển lộ. Và cái không phải là ta thì tự nhiên nó gì? Nó tan biến. Thấy chưa? Thì lúc đó mình mới gì? Mình mới hòa vào cái thể tánh của chư Phật. Và lúc đó mới gì? Độ khắp chúng sanh thành Phật và giải thoát. Nghe có rõ không? Nghe có rõ không? Hội Tuệ, hôm nay nghe thông không con? Dạ, mô Phật, hôm nay nghe Thầy khai mở rất là thông Thầy. Con thì con rất là gọi là chấn động bởi cái sự suy nghĩ của mình. Đôi khi mình nghĩ mình là chúng sanh, cho nên mãi mãi mình là chúng sanh. Giống như Thầy nói là mình phải nghĩ mình là Phật. Thì mình mới trở thành Phật được. Còn nếu mình không nghĩ mình là Phật thì mình không bao giờ trở thành Phật được, thưa Thầy. Cái đó là cái vô cùng quan trọng. Cái mindset, cái định hướng của mình đó, nó phải là thành Phật, là độ thoát chúng sanh. Mà lúc nào nó cũng phải là thành Phật, độ thoát chúng sanh. Thì những cái khác kia, những cái kia cuối cùng nó mới sẽ tan rã ra. Tại vì cái đó là cái mindset của mình, nó phải là như vậy. Thì mình mới đi được tới con đường thành Phật độ sanh, Thầy. Đúng rồi. Tại vì nếu mà các con á, thí dụ như các con như vậy đi, thì mình như vậy thì tự nhiên mình sẽ cho mình là gì? Là gì? Ví dụ Phật ở trong này nè, mà bây giờ nó che vậy, hàng ngày mình sống toàn là vậy không à? Chung quanh mình là như vậy không? Thì mình cho mình là gì? Mình tự cho mình là gì? Là chúng sanh thôi. Tại chúng sanh nè. Chúng sanh nè, con thấy không? Đó. Nhưng mà làm sao mình tin mình là Phật được? Sao mà dám tin mình là Phật được? Thấy không? Phật lấy gì? Không thấy không? Cho đến khi nào mình phải có những cái vị mà họ đã trở về với cái thể tánh Phật, thì những cái vị đó họ mới đủ năng lực để họ gì? Họ thức cái Phật tâm trong người của mình ra. Thì khi mà cho mình một lần để gì? Thực chứng cái trạng thái mà ô Phật là gì? Thấy không? Là phải, ở đây là được thực chứng hết rồi. Cho mình thực chứng cái trạng thái là khi mà cái tâm Phật nó hiển lộ là sao? Là các con ở đây là đều thực chứng hết rồi. Phải không? Là để mình biết, cái giây phút mà mình thực chứng cái trạng thái mà giác ngộ, thì cái tâm thể mình nó bừng sáng làm sao? Và nó tách ra làm sao? Thấy không? Cái pháp thân nó hiển lộ làm sao và nó tách ra khỏi làm sao? Là mình thực chứng. Thấy không? Thì lúc đó mình mới biết là, Phật là gì? Pháp thân thanh tịnh là gì? Và giải thoát mê chấp là gì? Các con thấy không? Thì một lần được thực chứng, nhưng mà sau đó là sao? Nhưng mà ít ra gì? Hả? Giống như bậc giác ngộ sứ từ nói là một lần gặp á, giống như là tan triệu mùa băng giá. Đúng rồi. Nó bung ra một cái là tan triệu mùa băng giá luôn. Phải chưa? Nhưng mà sau đó là sao? Sau đó cái quên mất. Thấy không? Thì bây giờ đó là tại sao mình phải được về để mình được đánh thức để cuối cùng gì? Cái pháp thân nó hiển lộ. Các con rõ chỗ này không? Và mê chấp nó tàn. Tại vì các con phải được một lần trải nghiệm. Chứ cái người như vậy mà tin mình là Phật, tin nổi không? Được không? Mình phải được một lần thức dậy. Thấy không? Một lần gặp ngàn thu không cô quạnh. Mình phải được một lần thực chứng thì mình mới biết cái pháp thân thanh tịnh là gì và giải thoát mê chấp là sao. Các con rõ chưa? Đó, rồi từ chỗ đó bắt đầu mình mới thôi thúc để mà thể nhập vào cái pháp thân hoàn toàn để giải thoát mê chấp hoàn toàn. Các con rõ chỗ này không? Thành ra giờ các con có tin không? Mình là một vị Phật không? Tương lai không? Mà nếu mà Phật tương lai mà Phật chưa hiển lộ thì sao? Thì mình phải làm sao? Thì phải làm sao? Làm sao mà để cho mình tu, làm sao mà để cho Phật hiển lộ, phải không? Chứ có một chút xíu ở trong đất à, mà thấy là gì? Thấy cũng dễ sợ lắm, đem khoe quá trời khoe luôn. Rồi khi nhớ thì khi quên. Rồi xong rồi dục mất, đến khi nào khổ quá thì đem ra xài. Xài xong rồi gì? Xài xong thấy khỏe khỏe rồi gì? Dục mất rồi kê bắt đầu khổ quá rồi đem ra xài. Hoặc là đi khóa tu để gì? Nếm một chút chó cho vui. Phải không? Đi khóa tu lượm chút xíu rồi đem về nhà xài. Xài cái đó nó cũng không có lon.
con phải trở về, không phải để cái sự sống của con nó thanh thang, nó thanh tịnh, nó vô nhiễm, mà cũng phải cho người đó chứ. Con nhận được là con sẽ cho người thân của con, cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ, cho cả thế gian này. Và nó không còn kẹt vào chồng, không kẹt vào vợ, không kẹt vào con. Lúc đó mình trao cho cả thế gian này cái pháp thân thanh tịnh đó, để ai cũng thành Phật, ai cũng giải thoát. Hôm nay các con nghe có rõ không? Thành ra đây là những vị Phật tướng tương lai. Nghe thấy có tỉnh ra chưa? Phải không? Thành ra hôm nay cái duyên của con, thấy không? Cái duyên của con rất là lớn. Hôm nay bậc giác ngộ, cái duyên đó không ứng ra ngay cái kim cương, cái tự nhiên con. À, trong con nó cũng đã có cái tâm thể rồi. Cho nên sao? Cho nên nó hiển lộ. Đúng rồi. Nhưng mà cái hôm nay á, con muốn, nhưng mà ngày xưa con muốn, nhưng mà cái chỗ con nó chỉ chưa có ra cái thành Phật. Còn hôm nay nó mới gì? Các con hiểu không? Giống như lúc trước con nguyện cúng rồi, nhưng mà cúng của con chỉ muốn là dứt cái khổ thôi. Còn ngày hôm nay á, con dâng cúng vì mục tiêu thành Phật, giải thoát, và nguyện cho chúng sanh thành Phật. Thành ra cái cúng ngày hôm nay là cúng là con có rồi, nhưng mà cái mục tiêu khác nhau. Một cái tiêu hồi nãy con là mục tiêu con là dứt khổ. Con thấy không? Còn bây giờ mục tiêu của con là thành Phật. Dạ, mô Phật con thấy rõ. Thấy rõ chưa? Đó, cái cúng này là gì? Là cái cúng này nó bao la hơn, nó trùm khắp hơn. Và cái cúng này là nguyện cho tất cả, cho con được thành Phật và cho tất cả chúng sanh thành Phật. Chứ còn dứt khổ mà không thành Phật thì cũng gì? Cũng là gì? Cũng là kim cương ở trong đất. Phải làm sao cho kim cương nó phải hiện lộ ra ngoài, tam thân hiện lộ, độ khắp chúng sanh. Phải không? Thành ra mai mốt bà cái ngồi gặp các con, bà cái ngồi dưới hỏi là sao? Kim cương của con nước gì? Thấy không? Cái quay qua lại, dạ nó cũng còn ở trong lòng đất, nó chưa có ra, làm sao mà nước gì đâu, con có thấy gì đâu mà nước. Thì kể nó nhờ vậy mới gì? Nhờ vậy mới gì? Hả? Nhờ vậy mới lấy. Mai mốt nói, mô Phật con, kim cương của con nước gì rồi? Ủa? Con chỉ thấy là nước đơ đi qua đờ không, chứ có thấy kim cương gì đâu. Thế không thì con mới gì? Con thấy, ủa toàn nước đục không à? Ủa con phóng quang chưa? Nó già có phóng, mà phóng trượt không à? Con phóng toàn trong người con này, lỗ chân lông con nó trượt khí nó ra không à? Con phóng trượt tham sân si nó trượt nó ra không à? Nhưng mà bậc kia ngồi sẽ hỏi con là con phóng quang chưa? Thấy không? Thì con sẽ nói, thì tự nhiên tỉnh nè. Chưa phóng thì mình phải làm gì? Thấy không? Con có phóng mà phóng tham sân si thôi. Đó, con phóng dữ lắm, hằng ngày là tham sân si nó phóng toàn thân con, chứ phải phóng nó cái miệng đâu, phóng nó cái mặt con này, phóng như lỗ chân lông này, phóng toàn thân nè, thấy không? Đó thì phóng tham sân si, phải không? Đó rồi xong sao, sao? À, con nước gì, thấy không? Đó tâm thể con là nước gì, đó tâm thể Phật của con là nước gì, đã gì nước đi chưa, đã final chưa, đã rỗng rang thanh tịnh vô nhiễm chưa, đã thành Phật chưa, đã giải thoát chưa, đã độ sanh chưa. À, thì chữ đó bắt đầu làm cho con phải gì? Hả? Ừ, thì nhờ vậy mới gì? Mới còn có cái năng lực mà đi. Con nếu không ngồi cái có một chút xíu đó là thấy gì? Thấy gì? Thấy kim cương rồi đó. Thấy kim cương rồi đó. Thấy không? Thấy kim cương không có làm gì, mình phải là kim cương. Con hiểu không? Con thấy kim cương không là gì hết. Con phải là kim cương, và kim cương là rồi sau đó là kim cương nước nào nữa nha. Con rõ chỗ này không? Con phải là kim cương, là con phải là Phật á. À, con phải thành Phật, con phải giải thoát, con phải độ sanh. Cái quá trình độ sanh là nó hiển lộ cái gì? Cái nước đó, cái chỗ thành Phật độ sanh á, là cái nước đó mới là final đó. Con rõ chưa? Đó, hôm nay ý nghĩa không? Vậy là chúc các con sao? Những vị Phật tương lai, hay là những vị Phật ở trong lòng đất. Hả? Các con là vị Phật tương lai hay là lòng đất? Tương lai. Tương lai, phải không con? Mà tương lai gần hay tương lai xa? Gần, gần. Nhiều đời, nhiều kiếp hay là bị đời này? Đời này. Every moment. Trên every moment phải gì? Phải nguyện thành Phật, phải trở về bản thể Phật từng giây, từng phút. Con có lòng muốn thành Phật thì tự nhiên con sẽ biết tìm ai để độ con thành Phật. Con hiểu không? Dĩ nhiên tự mình đâu có ra được.
Như hôm nay con không gặp bậc giác ngộ khai ngộ, làm sao con biết là con ở đâu? Phải không? Sao con biết con ở đâu? Rồi cho dù bây giờ biết ở đâu, làm sao ra? Làm sao hiển lộ? Phải không? Cho dù bây giờ biết ở đâu rồi đó, thì làm sao mà pháp thân nó hiển lộ? Làm sao tam thân nó hiển lộ? Làm sao mê chấp tan? Làm sao? Đó là cái quá trình tu chứng của mình đó. Các con rõ chỗ này không? Thì mỗi lần con bước đi như vậy thì tự nhiên tâm thể con nó gì? Nó bừng sáng. Và mê chấp nó tự tan. Và bắt đầu gì? Tam thân xuất hiện. Rồi được chưa? Hôm nay các con thấy sao? Nghe thấy sao? Nghe cho đã hay nghe cho tỉnh? Nghe cho đã hay nghe cho tỉnh? Hả con? Hôm nay nghe cho đã hay nghe cho tỉnh? Tỉnh là sao? Con chia sẻ thế coi. Chứ thấy liêm diêm ngồi nghe cho đã không à, phải không? Phê quá phải không? Tụi con trong đây ngồi nghe cho đã hay nghe cho tỉnh? Rồi con. Thưa Bậc Giác Ngộ, kính thưa Tăng Đoàn, thì hôm nay là con nghe con tỉnh là bởi vì nó rõ cho con. Rõ sao? Rõ là con đang ở đâu, và Bậc Giác Ngộ là ai, và cái mục tiêu của con là đi về đâu. Thì nó rõ và con có cái năng lực để mà trở về sớm, trở về Phật. Không phải là một tương lai ngày nào đó, mà trong sự sống thì con phải từng giây từng phút để trở về sống cái tâm thể Phật cho mình, để một ngày mà hoàn toàn có trở về thân Phật hoàn toàn mới có mà tam thân, mới độ chúng sanh. Đó là cái mà hôm nay con rất là rõ và là có năng lực cho con. Thì con cũng xin phát cái nguyện đó, để có cái lực mà từng nguyện từng giây từng phút trong sự sống này. Để con tri ân Bậc Giác Ngộ. Con có câu hỏi gì không? Dạ, con có câu hỏi thì hàng ngày Bậc Giác Ngộ cũng thường khai mở và đổ cho chúng con. Nhưng mà con cũng có cái câu trăn trở, đó là làm sao để mình trở về thành Phật, để ra khỏi cái lòng đất. Mặc dù Bậc Giác Ngộ đã từng bước cái đường đi đã có, nhưng mà con cũng trăn trở kêu hôm nay là làm sao để con ra khỏi lòng đất. Mặc dù hiện tại con cũng đang ở trong lòng đất, nhưng mà con biết mình là kim cương ra khỏi lòng đất, nhưng mà con chưa biết làm sao. Nhưng mà vậy hàng ngày hỏi. Nếu vậy thì hàng ngày tâm thể của con có thanh tịnh không? Dạ, gần đây thì bắt đầu nó từng bước cho con để mà tĩnh lặng, để nhận lại cái tâm thể Phật nó chính mình á, thì bắt đầu nó có cái hướng đi. Thì nhưng mà gần đây cái ta người trong con có thấy và con nhả được chưa? Dạ, bắt đầu con nhả được, con rõ được là cái ta người, con rõ được là chỗ nào là ma và Phật, thì con biết nhận chỗ đó và con nhả để trở về với cái tánh Phật ở chính con. Thì từng bước là con đi như vậy. Rồi cái tâm thể con nó bao la rộng lớn chưa? Dạ, tâm thể bao la rộng lớn là khi mà nó không phải thường xuyên, nhưng mà có những lúc mà con tĩnh lặng trở về cái tâm Phật mình, thì tự nhiên lúc đó nó có bao la rộng lớn, và tự nhiên thấy cái mê chấp mình, tự nhiên mình tự nhã, tự tan nhã, không có phải tôi phải nhã. Nhưng mà cái đó có liên tục không? Dạ, từng bước con đi tới hướng liên tục. Cái tâm con có thường định tĩnh không? Nó từng bước nó đi tới định tĩnh. Thì đó là những cái bước căn bản con phải bắt đầu rồi này. Con thấy không? Bây giờ những vị bắt đầu nhận ra được cái bản thể thanh tịnh trong chính mình rồi đó. Nếu mà thật sự là mình nhận được cái bản thể thanh tịnh đó, thì trước mắt là tâm cái người đó phải tự nhiên bao la, cái tâm họ nó trở nên nó thanh tịnh, nó thuần khiết và nó trong sáng. Tự nhiên là nó có cái tâm thể đó thôi. Thì con có chưa? Dạ, giống như là gần đây tự nhiên khi mà con nhận được cái mục tiêu á, cái mục tiêu mà mình phải trở ra khỏi lòng đất á, thì tự nhiên chỗ nào mình muốn à? Nhưng mà con có thường nhận ra cái thể tánh Phật trong con không? Dạ, chứ không phải là mình muốn, mình phải nhận ra. Con có thường nhận ra dạ, không? Dạ, con có thường nhận ra trong hàng ngày bắt đầu nó. Nhưng mà trong hàng ngày tâm con có tĩnh lặng không? Hay là tâm con có bị tán loạn không? Dạ có tán loạn, nhưng mà... Nhưng mà độ tán loạn nhiều hay độ tĩnh lặng nhiều? Độ tán loạn, bây giờ nó bước qua ngưỡng trên 50, trên 50 đi qua cái chỗ tĩnh lặng. Dạ. Và cái độ bao la của con nó là sao? Thì khi con tĩnh lặng tự nhiên bao la nó có. Và cái ta người của con nó là sao? Nó rớt rồi, tự con... Thì con, như không. Vậy là con cứ tiếp tục, con hiểu không? Tự cứ tiếp tục, mà đó nếu mà mình thật á, là tự nhiên mình sẽ tiếp tục, và mình sau khi mình bước đi mình sẽ biết thưa nữa.
Con hiểu không? Đó, thí dụ như nếu mà con thấy rằng là nếu mà trong trong con mà những cái vị Phật tương lai bắt đầu ra đời đó, là tự nhiên mình sẽ thấy đó là cái sự sống bắt đầu nó trở nên rộng rang thanh tịnh. Và bắt đầu cái tâm thể của vị Phật đó là cái vị mà vị Phật tương lai nó phải bao la rộng rộng lớn, phải không? Và cái mà ta người á, trong người của họ đó, cái ta và hoặc là cái chấp á, gọi là những cái trụ á, họ trụ chấp á, những cái chấp này chấp kia nó tự động nó gì? Nó phải gì? Nó tan. Nó phải tan, nó tự động nó phải nhả. Phải không? Dạ. Và cái như vậy con phải phát nguyện nữa. Ngay chỗ đó con phải nguyện thành Phật. Nguyện mà có như là thể nhập và sống với cái pháp thân thanh tịnh, về hoàn toàn với pháp thân thanh tịnh để giải thoát tận nguồn mê chấp á, và cứu độ chúng chúng sanh. Thì cái đó là cái năng lực cho con gì? Cho con liên tục để trở trở về. Các con hiểu không? Cái năng lực đó làm cho mình liên tục trở trở về. Phải không? Còn nếu không, con thấy hàng ngày mà nếu con thấy là trong người của mình mà cứ ta người, ta người, ta người hoài, rồi dao động. Con hiểu không? Nó dao động, nó ta người, rồi nó trụ vào cái pháp này, pháp kia để nó tìm cái sự bình yên. Là mình biết cái người đó gì? Người đó là sao? Là muốn cái gì rồi? Là muốn, là coi như là, không là gì? Là cái chỗ Phật tương lai nó gì? Cái vị Phật đó nó không hiển lộ. Con thấy không? Con kiểm tra này. Nếu mà trong người của con hàng ngày trong sự sống á, nó rất là ích kỷ. Nó chỉ ta, của ta. Cái gì cũng thân tôi, tâm tôi. Cái gì cũng chung quanh tôi là tôi. Con hiểu không? Con feel không? Con feel cái tôi. Là cái người đó đã cho cái tôi là thật rồi. Ta và của ta và cảnh giới ta là thật rồi. Thì người ta đâu có nhận ra bản thể. Tại vì người mà nhận ra cái bản thể là cái người bản thể là Phật, là mình á. Thì cái gì là mình? Thì cái không phải là mình thì họ phải gì? Nhã. Họ phải nhã. Tự nhiên nó nhã chứ không ai bắt mình phải nhã. Rồi nhã không đủ đâu. Rồi cái chỗ mà là mình á, mỗi ngày mình phải trở về. Cái thể tánh thanh tịnh á, mỗi ngày mình phải trở về. Mà để trở về đó thì tâm thể mình phải tỉnh. Tĩnh lặng. Chứ tâm mình mà rối loạn thì làm sao mình trở về. Tự nhiên mình có cái định tĩnh. Trong mình nó có một cái định tĩnh để nó trở về. Con thấy không? Rồi tự nhiên cái tâm thể mình nó trở nên bao la, rộng lớn. Tự nhiên cái tình thương mình nó có mặt. Mặc dù cái tình thương nó chưa phải là cái tình thương của chư Phật. Nhưng mà tự nhiên cái tình thương đó mình thấy rằng là mình thấy mình khổ, mình thấy chúng sanh khổ mà không biết, không hay, cho nên mình có cái chỗ trở về mà không biết. Cho nên khi mình biết, tự nhiên mình thôi thúc mình trở về, và tự nhiên mình cũng thấy chúng sanh, mình cũng có cái tình thương mình muốn họ trở về. Con thấy không? Thành ra cái lực mà cái nguyện mà thành Phật á, cái nguyện mà trở về hoàn toàn trong thể phánh Phật á, bắt đầu nó phát, và cái chỗ giải thoát nó mạnh, và cái chỗ độ sanh nó mới mạnh. Con thấy chưa? Dạ. Con thấy chỗ đó không? Dạ, đó. Nếu mà thiệt là các con sẽ như thế. Dạ. Còn nếu mà nó không thật á, là sao? Là thả ra cái bắt đầu gì? Nó trùm lại. Nó trùm lại cái bắt đầu mình sống cái gì? Cái hàng ngày cũng là cái gì cũng thật hết. Cái này của tôi, cái này của tôi, thân tôi, chồng tôi, con tôi, cha tôi, mẹ tôi, tiền tôi, chùa tôi, rồi địa vị của tôi, rồi tất cả cái gì cũng tôi hết. Và bắt đầu ai đụng tới tôi là gì? Là chết với tôi như vậy. Rồi là bắt đầu thắng thua, đúng sai, ta người, tốt xấu. Con thấy chưa? Thì cái đó là cái người gì? Đã cho cái đó là mình rồi. Nếu mình đã cho cái đó là mình rồi thì mình đâu có còn trở về với cái bản thể bất sanh bất diệt được. Quý vị hiểu không? Nếu mà mình cho cái sự dính mắc là mình rồi thì cái bản thể bất sanh bất diệt nó đâu có phải là mình đâu. Quý vị không? Cái bản thể bất sanh bất diệt giống như thầy nói rằng là gương sáng vốn trong ngần luôn rạng ngời tỏa chiếu, thấu suốt khắp mười phương, phá tan màn đêm tối. Thênh thang và trong sáng, không tì vết nhiễm ô, không gì làm vẫn đục thể tánh vốn trong ngần. Nhưng có điều kỳ lạ, diệu dụng của gương trong luôn linh hoạt nhạy bén, ứng hiện rất tinh tường. Gương sáng vốn là ta, sao không về sống lại, không gì làm vẫn đục thể tánh vốn trong ngần. Đó là cái chỗ là của mình đó. Rồi bắt đầu gì? Đấu tranh và chống trái, được mất và hơn thua, chung cuộc để làm gì, chỉ thêm lầm mê chấp. Một đời sống trong mê mà tưởng như là thật, đau khổ cả kiếp người bao giờ ra khỏi được. Vậy ta thật là ai?
Thấy ai thật là ta? Mình là cái gì? Là cái thể tánh bất sanh bất diệt? Hay là mình là cái khối mê chấp để làm khổ mình, khổ khổ người? Các con phải nhận ra. Và khi mình nhận ra là mình lên đường thôi. Khi mình nhận ra thì cái sự trở về của mình đó, nó làm sao? À, cái tự nhiên tâm thể mình nó tự nhiên nó mỗi lúc nó bừng sáng. Và tâm thể mình nó rõ ràng, nó rộng rang, nó bao la, nó trùm khắp. Phải không? Cái sự trở về của mình và mình biết thưa thỉnh để làm sao mình trở về hoàn toàn. Và từng bước mình nhả cái chỗ ta và của ta, tự nhiên mình thấy nó ảo rồi, mình thấy nó huyễn rồi, mình thấy nó là mộng rồi. Yeah. Thì tự nhiên cái đó nó gì? Nó tan. Chứ không ai bắt tan được hết. Nếu mà cái thể tánh giác ngộ mình không nhận ra, mình không trở về, thì mình không tan được những cái sự mê chấp này được. Con rõ chưa? Dạ, con rõ. Thật ra giờ con biết đường đi chưa? Dạ, con biết. Biết rồi, giờ mai mốt bậc giác ngộ gặp con hỏi là gì? Phóng gì? Phóng quang. Phóng quang chưa? Hoặc là gì? Nước gì? Nước đục. Nước gì? Phải không? Giờ con biết đường tu chưa? Đó, các con hôm nay biết chưa? Đó là cái bước đầu đi vào cái chỗ trở về với cái bản thể bất sanh bất diệt. Các con rõ chỗ này chưa? Hôm nay gọi là có nhiều gia tài bậc giác ngộ cho hết rồi đó. Nãy giờ có đứa nào lượm không? Mà không lại lượm rồi cắt hay lượm rồi gì? Lượm rồi mà. Sống hay là lượm rồi? Dục. Phải không? Hôm nay rõ chưa con? Đó. À, con thấy không? Đúng rồi, mình phải trở về để mình còn thành Phật, mình còn phải đổ chúng sanh thành Phật. Thấy không? Thì bây giờ các con kiểm lại nha. Tâm thể của những người bắt đầu mà nhận được cái bản thể đó, thì tâm thể của họ từng bước nó rất là rộng rang, thanh tịnh. Cho dù họ chưa thành Phật, họ chưa giải thoát tận nguồn, nhưng mà trong tâm thể họ nó rất là gì? Là rộng rang, thanh tịnh, thuần khiết. Và nó không có trụ chấp vào đâu hết á. Bắt đầu họ có khuynh hướng là không có trụ chấp vào đâu hết á. Tâm thể họ nó như thế. À, các con thấy không? Họ không có trụ vào cái thế gian. Và họ không có trụ vào cái pháp nào để làm cho họ yên ổn hết. Là mình biết đà bắt đầu là cái tiềm năng thành Phật nó có mặt. Cái kế tiếp là cái sự bao la. Bắt đầu là có cái sự bao la. Chứ nó không có ích kỷ. Bắt đầu tâm thể nó trở nên bao la. Bao la rộng lớn. Phải không? Đó, bao la là mình thấy mình nguyện cho mình thành Phật. Mình giải thoát và chúng sanh thành Phật và chúng sanh giải thoát. Cái bao la nó có mặt mà nó có mặt tự nhiên. Và kế tiếp là cái tâm thể của họ đó lúc nào nó cũng tĩnh lặng hết á. Nó sáng soi để nó trở về. Trong cái tĩnh lặng đó họ sẽ trở về sâu với cái bản thể. Các con rõ chỗ này không? Và nó có một cái sự miên mật, một cái sự liên tục trong mọi hoàn cảnh. Chứ không phải là đợi ngồi thiền họ mới tĩnh lặng. Cái sự tĩnh lặng đó là từng giây từng phút họ cũng tĩnh lặng. Để họ trở về cái bản thể. Và trên con đường trở về bản thể thì tất cả những cái sự dính mắc trong này tự động nó gì? Tự động nó tan biến. Nó không là cái gì nữa hết đó, tự động nó tan biến. Và nó đó là những cái bước trên con đường thành Phật giải thoát, con thấy không? Đó, còn đối lại với cái nhóm đó là hàng ngày gì? Là nó bắt đầu nó gì? Ta và của ta. Ích kỷ hẹp hòi là nó sống, ta và của ta là sống trong bóng tối. Và hiểu biết, cho dù nhận ra cái tâm trong sáng để phục vụ lại cho cái ta và của ta. Ta đây gọi là ta đây hay, ta đây giỏi, ta đây tốt, ta đây thế này, ta đây thế kia, là mình trụ chấp vào ta và cái gì nó phục vụ cho ta. Thì những vị đó là đang nuôi cái gì? Nuôi cái ngã chấp. Thấy không? Mà mình càng nuôi cái ngã chấp thì mình lại càng gì? Cái này nó càng gì? Càng che lại. Phật tánh nó không có hiển lộ. Và tâm mình nó như vậy. Và lúc đó chỉ là gì? Đấu tranh và chống trái. Mình sẽ thấy hàng ngày họ sẽ bắt đầu có khuynh hướng đấu tranh và chống trái. Họ sẽ bị đúng sai nó chi phối họ. Họ sẽ bị cái đúng, cái sai, cái hay, cái giỏi, cái ta, cái người nó chi phối. Đối cảnh họ rất là dễ động tâm. Là bởi vì họ đang cho họ là thật. Cái ta là thật, cái của ta là thật. Thấy chưa? Và tâm thể họ rất là tối. Cái đó gọi là vô minh. Chấp trước. Cho nên sanh phiền não.
Quý vị rõ chỗ này chưa? Và cái tâm thể của người đó nó không có tĩnh lặng được và nó rất là loạn động. Nó rất là loạn và nó rất là động. Không hiểu không? Nó ngược lại với cái tâm tĩnh lặng thì cái này là loạn động. Và lúc nào nó cũng lao ra để mà nó gì, nó chụp bắt, để mà nó đang để cho cái bản ngã nó được thỏa mãn và nó nuôi lớn cái bản ngã. Thì cái tâm đó là tâm chúng sanh, tâm dính mắc và tâm vô minh. Quý vị rõ chỗ này chưa? Thì mình phải kiểm. Nếu mà trong cái đời tu của mình phải kiểm. Đó, nếu mà mình kiểm mà mình thấy rằng là mình nằm ở bên cái mé trượt á, là mình biết là gì? Là mình là chúng sanh. Còn nếu mà cái tiềm năng thành Phật mà bắt đầu nó hiển lộ đó, thì mình bắt đầu ở bên mé thanh tịnh. Và thường thường những cái tiềm năng thành Phật á, thì họ có khuynh hướng, họ rất là gần với chư Phật và những bậc giác ngộ. Họ muốn tìm những cái năng lượng đó tự nhiên, họ không cố ý, mà tự nhiên khi họ nghe được cái năng lượng đó, họ nghe được những cái, họ ở gần những cái tâm thể Phật hoặc những vị Phật á, tự nhiên tâm thể họ nó gì? Nó sáng ngời à. Nó bao la ra, nó trùm khắp ra. Và nghe tới đâu cái gì? Nó sáng tới đó. Nó bao la tới đó, nó trùm khắp tới đó. Là mình biết rằng cái đó là cái tâm thể Phật nó hiển lộ. Phải không? Rồi từ từ cái gọi là cái sự dính mắc cái ta người tự động nó gì? Nó rã. Quý vị hiểu chưa? Hôm nay quý vị rõ chưa? Thì đó là cái bước đầu tiên trên con đường thành Phật giải thoát. Nhưng mà mình bước là mình bước phải rất rõ ràng. Còn nếu mà mình không có rõ ràng là mình tu hoài là gì? Mình tu cả đời cũng gì? Là mình cũng là kim cương trong lòng đất. Và mình chấp vào tất cả các pháp để mà mình sống yên ổn thôi. Còn tới đây mình không cần chấp cái gì hết. Các con cứ sống thênh thang, sống rõ ràng, sống tỏ tường. Nhưng mà phải thường kiểm lại mình có bao la không? Có rộng lớn không? Có thênh thang hay không? Có tĩnh lặng hay không? Có trở về hay không? Có nhả bản ngã hay không? Thì đó là cái chỗ kiểm đó. Nếu tụi con kiểm như vậy là đó là con trên đường hiển lộ pháp thân thanh tịnh và trên đường giải thoát nguồn mê chấp. Đó, hôm nay các con rõ không? Hôm nay Tuệ Đăng rõ không? Dạ, con kính thưa bậc giác ngộ Phổ Môn. Ngày hôm nay khi bước vào trong thiền đường là con đang ở trong cái lòng đất rất là sâu, mà có rất nhiều cái nó làm cho mình sợ hãi. Khi mà con hướng tới thể tánh của bậc giác ngộ và từng bước bậc giác ngộ khai mở, và ngày hôm nay những gì bậc giác ngộ nói trước mặt con gọi là pháp thân Phật, pháp thân của bậc giác ngộ hiển lộ trước con, và con rất là rõ con cũng có cái tâm thể Phật, nhưng con không thể nào thoát khỏi lòng đất. Và chỉ có cái năng lực, cái pháp thân của Phật từ thể tánh của bậc giác ngộ có một cái năng lực đánh thức, và lúc đó cái tâm thể của con mới thoát ra được và từng bước mới trở về với cái bản thể thanh tịnh này. Con thì nếu vậy trở về là con trở về làm sao? Vì từ đây trở đi con trở về là con trở về làm sao? Con kính thưa bậc giác ngộ. Trong con á, hôm nay con nhận ra là con trở về là sao? Con có nhận ra cái bản tâm thanh tịnh trong con chưa? Dạ có, thưa bậc giác ngộ. Rồi từ nay tới đi trở về là sao? Hồi nãy bậc giác ngộ vừa đã khai ngộ rất là rõ. Mỗi giây phút phải trở về trong tĩnh lặng. Rồi trong cái sự tĩnh lặng đó, cái chỗ tâm thể đó, cái tự nhiên, cái sự thuần khiết, cái sự bao la. Và chính cái sự bao la, cái tâm thể đó, nó hòa được với cái pháp thân Phật nơi bậc thầy giác ngộ. Và từng bước mình trở về, mình nhận lại. Và giải thoát cái ta và cái của ta đang bám víu nơi con rất là lớn. Thì con tiếp nhận được tất cả. Nhưng mà con có bước đi trên cái sự nghiệp đó được không? Con ngày hôm nay kính thưa bậc giác ngộ. Con thành tâm tri ân bậc giác ngộ. Con đã thực chứng được cái chỗ là pháp thân Phật. Bậc thầy giác ngộ là vị Phật đang trước mặt con. Con thành tâm tri ân. Thành tâm đảnh lễ bậc giác ngộ. Nhưng mà con đảnh lễ bậc giác ngộ, nhưng mà rồi con sao? Con cứ ở trong lòng đất hoài sao? Dạ. Dạ hôm nay con, bản thân con, cái nguyện thành Phật đi trở về với bản thể thanh tịnh, giải thoát cái nguồn mê chấp trong con. Con thành tâm xin phát nguyện trước mặt vị Phật. Nhưng mà con bước đi được không? Dạ con bắt đầu đi được. Các con phải bước đi.
nếu như mình nhận được là mình phải gì? Mình phải trở về. Mình nhận được là mình phải thường ở trong cái tĩnh lặng. Mình phải trở về cái thể tánh bất sanh bất diệt. Rồi trên đường mình trở về thì những cái sự dính mắc tự động nó gì? Mê chấp tự gì? Nó được thấu triệt và được giải thoát. Con phải bước đi. Rồi các con bước đi rồi các con mới thỉnh cầu bậc giác ngộ độ. Rồi độ cho con rồi các con phải bước đi rồi thỉnh cầu. Thì như vậy một ngày nào đó thì Phật mới hiển lộ chứ. Pháp thân Phật mới hiển lộ trong các con chứ. Còn nếu không, không bao giờ hiển lộ hết. Thì hôm nay con là final chưa? Dạ. Yeah. Có còn lẫn lộn nữa không? Dạ không, thưa bậc giác ngộ. Hôm nay cái tối thượng con nhận được thế nào là thành Phật và Phật là ai, con rất rõ. Phật là cái pháp thân Phật của bậc thầy giác ngộ ba thân trước mặt con. Và con cũng sẽ là vị Phật tương lai. Nhưng vị Phật tương lai này nếu không có vị Phật trước mặt thì không bao giờ thành Phật được. Con thành tâm tri ân bậc giác ngộ. Rồi con có ỷ lại vị Phật này để thức con hoài không? Hay là thức dậy rồi thì con phải tiếp bước đi trên con đường thành Phật giải thoát để con độ chúng sanh nữa chứ? Thì con thấy sao? Dạ kính thưa bậc giác ngộ, hôm nay không ỷ lại bởi vì cái thể tánh đó nó mình đã được nhận ra rồi mà con đã rõ con thật sự là ai và giải thoát cái gì, không lẫn lộn nữa thưa bậc giác ngộ. Được, đó tới lúc nào các con không lẫn lộn nữa. Thấy không, cái gì là kim cương, cái gì là đất đá phải rõ ràng. Các con rõ chưa? Nhưng mà nhận được là phải thường trở về, thường sống và thường mà muốn trở về phải ở trong cái tâm thể mình phải rộng rang, tâm thể mình phải thanh tịnh. Tâm thể mình phải bao la và mình phải có đại nguyện. Các con hiểu không? Thì đó là những cái bước các con phải đi rồi thì bậc giác ngộ chứng minh cho con. Con thành tâm tri ân bậc giác ngộ phổ môn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi hôm nay là đủ chưa các con? Các con đồng phát nguyện đi. Nguyện thành Phật, đứng lên hết. Nguyện thành Phật. Nguyện cho cái pháp thân thanh tịnh trong mình được hiển lộ. Thành Phật là gì đó? Thành Phật là pháp thân thanh tịnh ở trong mình nó được hiển lộ. Và mê chấp trong mình nó tan. Thì lúc đó mới là đại nguyện thành Phật và độ khắp chúng sanh nha con. Rồi các con phát nguyện.